Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 446, quan trường tiểu nhân. Tình tự của Thường Hải Tâm bắt đầu biến thành càng lúc càng không ổn định, liên tiếp trải qua hai lần phẫu thuật đau đớn, cô ta rõ ràng đã gầy đi nhiều, thuốc cao của Trương Dương có công hiệu cầm máu rất tốt, nhưng rốt cuộc có thể thay ra đổi thịt hay không thì không ai có thể nói một cách khẳng định với cô ta được, ngay cả bản thân Trương Dương cũng chỉ nói tình huống tuyệt đối sẽ không xấu đi. Quá trình liệu thương không chỉ là nhắm vào phương diện sức khỏe, mà vết thương tâm lý cũng đồng thời phải trị liệu. Chu Tú Lệ tuy lúc ban đầu tỏ ý không đồng ý với phương án trị liệu của Trương Dương, nhưng cô ta sau khi lần thứ hai phẫu thuật cho Thường Hải Tâm, kinh ngạc phát hiện dưới lớp mô trắng mới mọc, tổ chức đã bắt đầu tái sinh với tốc độ kinh người, sau khi phẫu thuật cũng không hề phát sinh bất kỳ biến chứng gì, điều này khiến Chu Tú Lệ bắt đầu có chút lòng tin về sự thần kỳ của Trương Dương. Tuy là cô ta vẫn không thể tin rằng chỉ bằng vào thuốc cao màu xanh đó là có thể khiến da thịt của thường hải tâm khôi phục lại như trước, phải biết rằng đó là bỏng cấp độ ba đó. Thường hải tâm nói khẽ, bác sĩ Chu, có thể cho tôi mượn gương không? Trong lúc trị liệu, theo yêu cầu của viên chi thanh, tất cả gương và đồ liên quan ở trong phòng đều bị mang đi, đây là để tránh cho thường hải tiên nhìn thấy bộ dạng của mình rồi bị kích động. Chu Tú lệ mỉm cười, nói, hải tâm, vẫn chưa đến lúc đâu, theo tốc độ khôi phục của cô hiện tại, thêm một tuần nữa là có thể tháo băng rồi. Một tuần là thời gian mà Trương Dương đưa ra, trong mắt Chu Tú Lệ, có lẽ là cần thời gian dài hơn một chút. Thường Hải Tâm gật đầu, cô ta nói khẽ, hai ngày nay trên mặt tôi ngứa lắm. Chu Tú Lệ nói, ngứa là tốt đây, chứng tỏ thần kinh của cô đang sinh trưởng lại, nếu như mất đi chi giác thì mới phiền. Lúc này Trương Dương ôm một bó hoa tươi bước vào, Chu Tú Lệ nói, hoa đẹp quá. Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương cười bảo, còn có một bó đã đặt trong phòng làm việc của cô rồi. Chu Tú Lệ kinh ngạc thốt lên, tôi cũng có phần à. Trương Đại Quan Nhân nói, dẫu sao cũng là thị lý chi tiền, tôi lấy việc công làm việc tư chút thôi mà. Chu Tú Lệ cười khúc khích, cô ta nói với Trương Dương, hai người nói chuyện đi, tôi còn phải đi kiểm tra phòng. Trước khi rời khỏi phòng, cô ta lại nói, đúng rồi, Hải Tâm hai hôm nay ngứa lắm, anh xem xem có thể giúp gì được cô ấy không. Sau khi chú Tú Lệ đi, Trương Dương mỉm cười đặt một ngàn đồng lên tủ ở đầu giường của Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm kinh ngạc nói, tự dưng anh đưa tiền cho tôi làm gì. Trương Dương nói, thì Lý bảo tôi đại biểu cho chính phủ thành phố và thị ủy tới thăm cô, hiện tại đồ dinh dưỡng gì đó đều là vô nghĩa, tôi lại chẳng biết mua cái gì, dứt khoát biếu cô tiền luôn, đợi cô khi rồi, lấy chỗ tiền này ra mời tôi đi ăn, tôi thuận tiện gọi luôn lãnh đạo thành phố tới, cũng tính là lễ đi lễ lại, cô thấy được không?" Thường Hải Tâm nói, không biết lúc nào tôi mới khỏi." Trương Dương nói, ở trước mặt bác sĩ nói câu này, cô không phải là muốn đánh vào mặt tôi đấy chứ?" Thường Hải Tâm thở dài, nói anh không cần phải an ủi tôi, kỳ thực tôi biết tình huống của mình mà." Trương Dương cười nói, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi, mẹ và anh cô đâu?" Thường Hải Tâm nói, tôi bảo họ đi rồi tôi muốn được yên tĩnh." Và lại mấy ngày nay mẹ tôi mệt quá rồi, tôi bảo anh cả tôi đưa bà ấy đi nghỉ. Trương Dương nói, vết thương ngứa là tình huống bình thường, từ hôm nay, tôi sẽ tiến hành châm cứu cho cô, xúc tiến thần kinh phần mặt khôi phục. Thường Hải Tâm nói, mạng của tôi là anh cứu về, anh nghĩ thế nào thì cứ làm thế đi. Những lời này lộ ra vẻ bi quan. Trương Dương biết Thường Hải Thiên trong quá trình trị bệnh biểu hiện ra dạng tâm lý này cũng là hiện tượng bình thường, hắn lấy hộp châm ra, bắt đầu hành châm ở phần đầu của thường hải tâm, kim châm lần lượt đâm nào mấy huyệt đạo như ngũ sử, đương dương, dương bạch, ngư yêu, tình minh, tứ bạch, lên nghênh hương, ti trúc hơ hồng. phần đuôi của kim châm có tơ thiên tầm, sau khi đâm vào huyệt, trương dương nắm lấy sợi tơ, nội lực men theo sợi tơ chú nhập vào kim châm rồi di tản tới ra thịt trên phần mặt của thường hải tâm. Hắn nói khẽ, sẽ hơi đau đớn một chút, cô nhất định phải kiên trì nhé. Thường hải tâm gật đầu, chỗ đau biến thành càng lúc càng lạnh, tới sau cùng thì biến thành lạnh tới thấu xương, nửa phần mặt giống như là bị đóng băng, mồ hôi lạnh từ khớp xương len vào trong não của cô ta, thường hải tâm đau đến nỗi hai tay nắm chặt tay của Trương Dương, móng tay đâm sâu vào da hắn. Trương Dương không phải là lần đầu tiên lợi dụng phương thức này để hành châm, nhưng nội thức chú nhập vào phần mặt của thường hải tâm lại khác với trước kia, thuốc cao mà hắn phối chế có thể xúc tiếp tốc độ sinh trưởng của cơ thịt và da, nhưng không thể nào khống chế trình độ tăng trưởng. Hăng quá hóa dở, bất kỳ chuyện gì cũng đều tồn tại đạo lý này, Trương Dương phải lợi dụng loại phương thức này để khống chế tốc độ sinh trưởng của cơ thịt ở phần mặt của thường hải tâm, mà nội lực bình thường thì không thể nào đạt tới được loại hiệu quả này. Trương Dương nghĩ đi nghĩ lại, nhớ tới âm sát tu la trường, chỉ có lợi dụng loại công lực âm hàn này mới có thể mang lại tác dụng khống chế. Trương Dương trước đây từng bởi vì tu luyện loại công lực này mà suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, nhưng vì thường hải tâm hắn không thể không lợi chọn mạo hiểm thêm một lần nữa, Tuy quá trình châm cứu chẳng qua chỉ kéo dài có 10 phút ngắn ngủi, bất kể là đối với Thường Hải Tâm hay là đối với Trương Dương mà nói đều là một sự mạo hiểm cực lớn. Nội lực mà Trương Dương tu luyện hoàn toàn khác biệt với âm sát tu la trưởng, sau mỗi lần cường hành vận công, kinh mạch trong cơ thể đau đớn như trải qua một lần xé rách, nghị lực của Trương Đại Quan Nhân không nghi ngờ gì nữa là vô cùng kiên cường, sau khi hành công, hắn vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì, rời khỏi phòng bệnh quay về trong xe pick-up của mình nhưng sau khi tiến vào xe, trương đại quan nhân lại nằm vật trên ghế, mồ hôi chảy ra không ngừng, ít nhất cũng cần nửa tiếng mới có thể khôi phục lại được, mỗi lần hành công đối với hắn mà nói đều như bị bệnh nặng. Nếu không phải là vua tử lương phát hiện ra tình huống này, trương đại quan nhân sẽ vĩnh viễn che giấu đi, nhưng vua tử lương vừa hay đi qua xe pick up của hắn vào lúc trương dương thảm nhất, lại hiếu kỳ ghé vào gương xem bên trong có người hay không. Nhìn thấy Trương Dương nằm ở ghế sau của xe không ngừng run rẩy, ông ta giật nảy mình, muốn kéo cửa ra, nhưng lại phát hiện cửa xe bị khóa, Vu Tử Lương vì cứu người, không thể không đập vỡ cửa sổ xe, còn Hưng sư động chúng gọi cáng cứu thương, đưa Trương Dương tới phòng cấp cứu. Khi nhân viên bác sĩ đưa Trương Dương lên giường bệnh của phòng cấp cứu, thằng Ôn này đã hoàn toàn hồi phục, chậm rãi ngồi dậy, giờ khóc giờ cười nhìn Vu Tử Lương, nói: "Bác sĩ Vu, ông làm gì vậy? Tôi uống nhiều, nằm trong xe ngủ một lát không được à? Ông lại còn đập vỡ kính xe tôi rồi cấp cứu nữa." Có cần làm long trọng như vậy không? Phu tử lương đương nhiên là không tin lời giải thích của Trương Dương. Ông ta xua xua tay, bảo những nhân viên bác sĩ khác lui ra, đi tới ngồi xuống cạnh Trương Dương, nói khẽ cậu không cần phải lừa tôi. Vừa rồi cậu rõ ràng là đang châm cứu cho Thường Hải Tâm, nào có thời gian mà đi uống rượu. Trương Dương cười nói có thể là gần đây bận công tác, lại bệnh giúp Thường Hải Tâm chữa trị nên hơi mệt một chút. Phu tử lương lắc đầu nói cậu rốt cuộc đã làm gì? Trương Dương, tôi biết cậu rất có bản sự, cũng rất quan tâm tới Thường Hải Tâm, nhưng là bạn của cậu, tôi không muốn cậu quá mạo hiểm, nếu như phải mạo hiểm thì có thể để tôi biết một ít chuyện của cậu không, tôi ít nhất cũng có thể giúp được cậu. Trương Dương do dự một chút, cuối cùng gật đầu, nói thuốc cao tuy rất linh nghiệm, nhưng không thể nào khống chế được sự sinh trưởng của tổ chức đã bị thương tổn. Cho nên tôi phải dùng phương pháp châm cứu để khống chế tốc độ sinh trưởng của tổ chức bị thương tổn. Phu tử lương nghe mà há miệng trợn mắt, tất cả những gì mà Trương Dương nói đối với ông ta đều là khó bề tưởng tượng. Ông ta nói khẽ, dùng phương pháp châm cứu để khống chế tốc độ sinh trưởng của cơ thịt, điều này là không thể, căn bản không có bất kỳ căn cứu lý luận nào cả. Trương Dương nói, tôi sớm đã bảo rồi, rất nhiều chuyện căn bản không cần dùng lý luận để giải thích. Vu Tử Lương nói, cho dù là những gì cậu nói đều là sự thực, nhưng chỉ châm cứu thôi thì sao cậu lại mệt mỏi như vậy? Trương Dương nói, không ngờ lòng hiếu kỳ của ông còn rất nặng. Phu tử lương nói, mỗi một người đều có lòng hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ của tôi so với người bình thường thì nặng hơn một chút. Trương Dương nói, biết nội công không? Phu tử lương gật đầu, nói, nhưng đó đều là những chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp mới có. Ông ta đột nhiên nhớ tới phương pháp cầm máu thần kỳ mà Trương Dương đã làm cho Tần Hoan lúc phẫu thuật. Lúc này mới ý thức được ở trên người Trương Dương có khả năng phát sinh bất kỳ kỳ tích nào. Phu tử lương nói, bất kể là cậu lợi hại như thế nào, tôi thủy chung vẫn cho rằng cậu hiện tại đang làm một chuyện rất mạo hiểm. Trương Dương, nghe tôi khuyên một câu, để tôi giúp đỡ cậu có được không? Trương Đại Quan Nhân cuối cùng cũng gật đầu. Chuyến đi của Lý Trường Vũ tới Đông Giang không mang lại bất kỳ tác dụng gì, đa số thường ủy tỉnh đều cho rằng cảng nước sâu của Nam Tích trong ý nghĩa cải cách tương lai thì quan trọng hơn sân bay mới của Giang Thành nhiều. Từ tình huống mà Lý Trường Vũ lần này hiểu được cho thấy, Giang Thành trong cuộc cạnh tranh với Nam Tích là bại cục đã định, các thường ủy nghe Lý Trường Vũ báo cáo tình hình xong, ai ai cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, tuy cùng là công trình trọng điểm trong 5 năm của Bình Hải, nhưng không có được sự công nhận của lãnh đạo tỉnh cũng có ý nghĩa là sau này sự ủng hộ về tài chính của tỉnh Lý sẽ rất hữu hạn. Từ Bưu Bực bội nói: "Làm cái gì vậy? Tỉnh Lý cả ngày hô hào rút ngắn khoảng cách kinh tế Nam Bắc, trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ, chắc lẽ chỉ là hô cho có thôi à? Phát triển kinh tế Nam Bộ vốn đã đi trước, hiện tại tỉnh lại muốn ủng hộ họ trên tài chính?" sau này tranh lệch kinh tế bắc nào không phải là càng lúc càng xa ư. Thị trường tả viên chiêu nói, kỳ thực tỉnh Lý không ủng hộ hạng mục xây sân bay mới của chúng ta, bọn họ cho rằng Giang Thành chúng ta trước tiên nên làm tốt hạng mục khu khai phá, hiện tại cái gì cũng muốn nắm trong tay, cái gì cũng muốn phát triển, thành ra không có trọng điểm, không có chủ đề, cho rằng chúng ta gõ đông một gậy, gõ tây một gậy, như vậy đầu mối kinh tế quá nhiều, quầy hàng bày quá rộng, tài chính cần thiết tất nhiên là rất nhiều, xuất hiện cảnh tài chính eo hẹp đương nhiên là khó tránh khỏi. Những lời này của tả viên chiêu là có ý chỉ trích, và đối tượng mà y làm khó đương nhiên là đỗ thiên giã. Trong các thường ủy đa số người đều hiểu rằng, người đề xuất xây dựng sân bay mới sớm nhất chính là tả viên chiêu, hiện tại y không ngờ lại nói ra những lời này, không khai nghi ngờ chấn vấn chính sách kinh tế của đỗ thiên giã, đích xác là có chút không đủ hậu đạo, nhưng đấu tranh chính trị là như vậy, chân lý thường thường là nắm trong tay mình, cho dù là mình làm sai thì sai lầm vĩnh viễn vẫn ở phía đối phương, cho dù là đối phương làm đúng. Mâu thuẫn giữa Tả Viên Chiêu và Đỗ Thiên Giã đã biến thành càng lúc càng công khai hóa, điều này đối với sự phát triển của Giang Thành mà nói thì không phải là chuyện tốt. Lý Trường Vũ nói, xây dựng sân bay mới không phải là sai, sân bay của Giang Thành các nội thành quá gần, máy bay làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân. Theo sự phát triển không ngừng của thành thị, điểm này sẽ biến thành càng lúc càng rõ ràng muốn xây dựng một thành thị hiện đại hóa kiểu mới, cải cách giao thông là một bước phải đi qua của chúng ta. Nếu như tôi nhớ không lầm, người đề xuất khái niệm xây sân bay mới đầu tiên chính là thị trường tả mà. Tả viên chiêu cười nói, đồng chí trường Vũ nói rất đúng, người đề xuất khái niệm xây sân bay mới đầu tiên quả thật là tôi, nhưng cái mà tôi đề xuất là kế hoạch phát triển trường kỳ, cái mà tôi muốn mỗi một người ngồi đây đều biết phát triển cũng cần một quá trình, bất kỳ chuyện gì cũng không thể làm cái là thành, Cải cách mở cửa yêu cầu chúng ta phải biết tiến lên trước, không dám xài bước chính là sợ hãi không làm, nhưng bước chân quá rộng chính là manh động mạo hiểm, thân là cán bộ quốc gia, chúng ta cần phải khống chế tốt. Lãnh đạo cần khống chế, kinh tế cần khống chế, bất kỳ chuyện gì cũng cần khống chế, tách khỏi khống chế sẽ khiến tất cả biến thành hỗn loạn mất trật tự. Đỗ Thiên Giã nói, đồng chí viên chiêu quả thật là một vị lãnh đạo lãnh tính, một cán bộ giỏi là phải hiểu rõ đạo khống chế, nhưng trong làn sống cải cách mở cửa hiện tại, trong sự phát triển kinh tế biến chuyển từng ngày, muốn khống chế chuẩn xác mỗi một chuyện đâu phải là dễ. Cải cách không có đường lui, đoàn tàu này khi đã tiến lên trước hết tốc độ, điều mà chúng ta có thể làm là nằm phương hướng chính xác, chứ không phải là khống chế tốc độ tiến tới của nó. Khu phát triển kinh tế phải làm, chạm xe lửa phải xây lại, hạng mục kiến thiết sân bay mới cũng không thể không làm, nói tôi cái gì cũng muốn cũng được, nói tôi phát triển nhiều điểm cũng được, cái mà tôi muốn chính là tăng nhanh tiến trình cải cách giang thành, và không ngừng tiếp tục cải cách thâm hóa, ngừng tụ tất cả lực lượng để đánh vào một điểm tất nhiên là có thể mang tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng đối diện với một thời đại phát triển toàn diện, anh vẫn muốn kiên trì đi một chân thì chỉ có thể tạo thành sự phát triển không bình hành. Tấm gương phát triển trước đây của Bình Hải sờ sờ trước mắt chúng ta, sự bất bình hành của kinh tế Nam Bắc chính là do cái gọi là trọng điểm tạo thành, có vết xe đổ này, chúng ta còn muốn phạm sai lầm tương tự ư. Tả viên chiêu nói, phát triển bình hành toàn diện, ai cũng muốn vậy cả, nhưng muốn làm được vậy thì phải là tài lực hùng hậu làm cơ sở, tình hình tài chính của Giang Thành chúng ta không chống đỡ nổi cho loại phát triển này. Y đã công khai hóa đối lập với Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nói, tên rời khỏi cung thì không thể quay lại, chuyện mà chúng ta đã xác định thì không thể thay đổi, trọng điểm tài chính của tỉnh Lý không ủng hộ chúng ta cũng được, mà ủng hộ cũng được, dựa vào lực lượng của bản thân Giang Thành, chúng ta nhất định có thể xây dựng được hạng mục sân bay mới. Cha Tấn Bắc tự mình tới Giang Thành, lần này tới không phải là vì sinh ý đá quý của y, mà là vì kế hoạch đầu tư sân bay mới của Giang Thành. Sau khi y tới Giang Thành lập tức gặp mặt với các lãnh đạo thị ủy Giang Thành, tối hôm đó lại bảo Khư Phượng Tiên mời Trương Dương tới Tân Đế Hảo ăn cơm. Ngay cả cha Tấn Bắc cũng nhìn ra là sắc mặt của Trương Dương không tốt lắm, quan tâm hỏi, Trương Dương, cậu có phải là không được khỏe không, sao sắc mặt khó coi thế? Trương Dương nói, còn chẳng phải là bị chuyện xây dựng sân bay mới dày vò ư, lãnh đạo đè hết cả chuyện của sân bay mới lên người tôi, một mình tôi có phải là có ba đầu sáu tay đâu, vừa chiêu thương dẫn tư, lại vừa chuẩn bị xây dựng, còn phải chuẩn bị đại hội gọi thầu, còn tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ rằng chưa già đã chết sớm rồi. Cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên đều bật cười, Khư Phượng Tiên nói, thị trường trương tuổi trẻ có tài, lãnh đạo giao trách nhiệm này cho anh, đủ để chứng minh họ rất coi trọng năng lực của anh. Trương Dương nói, cô không hiểu đậu, chúng ta tuy đều là người Trung Quốc, nhưng nội địa Đài Loan thì lại khác biệt rất lớn, các cô là phục vụ cho mình, còn chúng tôi là phục vụ cho nhân dân. Khư phượng tiên gắt, thị trưởng trương coi thường người Đài Loan chúng tôi quá. Chúng tôi tuy là chế độ tư hiếu, nhưng đồng thời vào lúc chúng tôi kiếm tiền cũng không quên làm từ thiện công ích, khẩu hiệu thì nghe không kêu như các anh, nhưng chúng tôi và rất nhiều quan viên của chúng tôi cũng làm việc tương tự. Trương Dương nói, đối tượng mà cán bộ quốc gia chúng tôi phục vụ là nhân dân, đối tượng mà quan viên các bộ phục vụ là người có tiền và giai cấp đặc quyền, đây chính là sự khác biệt cản bản nhất giữa hai thể chế của chúng ta. Khư phượng tiên kháng nghị, không thể đánh đồng như vậy được, chỗ nào cũng có quan tốt, mà chỗ nào cũng có quan tham, với nhận thức của cá nhân tôi, số lượng tham quan ô lại của đại lục thì hơn xa Đài Loan. Trương Dương nói, cơ số nhân khẩu sờ sờ ra đó, tham quan có thể không nhiều ư. Cha Tấn Bắc cười ha ha, Nói, sao lại nói tới quan hệ giữa hai bên bờ Đài Loan Trung Quốc thế, chúng ta đừng bàn tới những đề tài mẫn cảm nữa, mà việc này cũng không đến lượt chúng ta bàn. Trương Dương, tôi hôm nay mời cậu ra ăn cơm là vì muốn bàn chuyện đầu tư vốn vào sân bay Giang Thành, bản kế hoạch đầu tư tôi đã đệ lên rồi, thị lý rốt cuộc là nói sao? Trương Dương cười nói, cha tổng nóng lòng quá, bản kế hoạch vừa mới được đệ lên, gấp như vậy đã đòi phúc đáp rồi à? cha tấn bắc nói tôi cực kỳ ghét hiệu suất làm việc của quốc nội một chuyện rất đơn giản mà cứ lề mà lề mề nói một cách hoa mỹ thì gọi là đi theo trình tự đi theo trình tự gì làm được thì làm không làm được thì thôi vì sao không dứt khoát gọn ghẽ một chút trương dương nói tôi cũng không thích lề mề nhưng người làm chủ giang thành không phải là tôi cha tấn bắc cười nói tưởng trong hạng mục sân bay mới cậu có quyền lên tiếng nhất trương dương nói cha tổng cái đó gọi là quyền chỉ huy hiện trường chuyện nhỏ thì tôi nói được, bởi vì là tôi làm. Nhưng những vấn đề có tính quyết sạch quan trọng thì vẫn là các lãnh đạo vỗ bản định án, ngài quá đề cao tôi rồi. Lúc này nhân viên phục vụ mở một bình ngũ lương dịch, Khư Phượng Tiên tỏ ý bảo nhân viên phục vụ đưa cho cô ta, cô ta tự mình rót rượu cho Trương Dương và cha Tấn Bắc. Cha Tấn Bắc nâng chén, nói chúc cho sự hợp tác sau này của chúng ta được thành công, cạn chén. Trương Dương mỉm cười cùng họ uống cạn chén này. Cha tấn Bắc chậm rãi đặt chén rượu xuống, nói Trương Dương, quan hệ giữa chúng ta không cần phải úp úp mở mở làm gì, cậu nói rõ cho tôi một câu đi, thị lý có phải là muốn xem tôi và Hà Trường An tranh đi đấu lại, từ đó mà trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi không? Trương đại quan nhân giả vờ hồ đồ, nâng chén rượu mà khư phượng tiên vừa rót đầy lên, nói thị lý rốt cuộc là có ý gì tôi thì tôi cũng không rõ, có điều cá nhân tôi thì có khuynh hướng nghiêng về bên ông, Tôi vẫn chưa xem kỹ bản kế hoạch đầu tư của hai bên, có điều có một điểm tôi có thể khẳng định, bản kế hoạch đầu tư của ông có một bộ phận nội dung đã bị Hà Trường An biết được, cho nên y đã điều chỉnh lại điều kiện trọng điểm nhắm về phía các ông, so sánh hai người, điều kiện của y hiện tại không hề rơi vào thế hạ phong. Khư Phượng Tiên nói, ý của thị trường Trương là nội bộ của chúng tôi đã có người tiết lộ nội dung của bản kế hoạch đầu tư cho Hà Trường An. Trương Dương cười nói, tôi không nói vậy, có điều chuyện này là rất có thể. Cha Tấn Bắc nói, tôi rất có lòng tin đối với nội bộ đoàn thể của chúng tôi, tôi không tin có người tiết lộ bản kế hoạch đầu tư của chúng tôi cho Hà Trường An. Khư Phượng Tiên nói, cũng có thể là phía các anh xảy ra vấn đề. Trương Dương nói, Khư Tiểu Thư hoài nghi tôi hay là bí thư đỗ. Khư Phượng Tiên có chút trách cứ lườm hắn một cái, nói tôi tất nhiên là tin tưởng bí thư đỗ và thị trưởng Trương rồi, nhưng người biết bản kế hoạch này không chỉ là có hai người các anh. Trương Dương không nói gì, những lời này của Khư Phượng Tiên Kỳ thực rất có đạo lý, Đỗ Thiên Giã đã từng thảo luận bản kế hoạch đầu tư của cha Tấn Bắc ở trên hội thường ủy, mỗi một vị thường ủy đều biết nội dung của bản kế hoạch này, có trời mới biết được là ai để lộ chuyện này cho Hà Trường An. Cha Tấn Bắc cười nói, tiết lộ ra cũng không sao cả, Hà Trường An sớm muộn gì cũng biết thôi, tôi nghe nói y còn có một đoạn thời gian ở tỉnh Lý, lần này y quả nhiên là quyết chí phải thành công. Trương Dương nói, vẫn chưa tới lúc sau cùng, có trời mới biết được các vị lãnh đạo sẽ có quyết định gì, theo tình hình trước mặt cho thấy, tỉnh Lý khẳng định là tiến hành lựa chọn giữa hai nhà các ông, có điều cụ thể sẽ lựa chọn nhà nào thì có thể là phải suy tính điều kiện mà hai người đưa ra. Cha Tấn Bắc nói, tọa sơn quan hổ đấu, ngồi yên câu cá. Trương Dương nói, không phải là tôi, người mà ông nên nói là đám thường ủy của thị ủy kia kia. Lúc Khư Phượng Tiên đi vào toilet thì gặp hai chị em Kiều Mộng Viện và Thời Duy, Kiều Mộng Viện vừa tới, nghe nói cha tấn bắc tới rồi rất lịch sự cùng khư phượng tiên vào phòng kính rượu cha tấn bắc mỉm cười đứng dậy nói chào kiều tổng kiều mộng viện nói không biết cha tổng đại giá quang lâm mộng viện có gì chậm trễ xin cha tổng đừng trách tội cha tấn bắc nói kiều tổng có thể tới kính rượu là để rất nể mặt cha mỗ rồi tôi nào có dám trách tội với bối cảnh và tài lực của cha tấn bắc có thể tùy tiện không coi người khác vào đâu nhưng kiều mộng viện không phải là người bình thường ông nội của cô ta là Kiều Lão Đức Cao Vọng Trọng, cha của cô ta là bí thư tỉnh ủy hiện nhiệm của Bình Hải Kiều Trấn Lương, nhân vật nắm thực quyền của Kiều Gia trong thể chế và quân đối không phải ít, cho dù là cha Tấn Bắc cũng không thể nào sánh bằng, huống chi hiện tại y lại đang muốn làm sinh ý ở Bình Hải, mà Kiều Trấn Lương lại là một người có quyền lên tiếng tuyệt đối trên mảnh đất này. Kiều Mộng Viện mỉm cười, nói cha Tổng khách khí quá rồi, bữa tôi này xin để tôi mời. Coi như là tỏ ý xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi, vừa hay đón gió tẩy trần cho cha tổng. Đối với kiều mộng viện mà nói, tân đế hào chẳng qua là một con đường để tiện câu thông với các giới trong xã hội, cô ta không hy vọng lấy tân đế hào để sinh lời, loại chuyện tặng nhân tình này là thường phát sinh. Trương Dương cười nói, sao không có phần của tôi, thể diện của cha tổng lớn thật, lúc tôi ăn cơm sao cô không cho tôi miễn phí. Thời Duy ở bên cạnh không nghe nổi nữa, nói tôi bảo này Trương Dương, chị tôi bình thường ít mời anh ăn cơm lắm à anh nhìn lại cái bản mặt tham quan của anh đi, đúng là tham như mõ. Nếu như là trước đây thì Trương Dương kiểu gì cũng cãi nhau một trận với Thời Duy, nhưng từ sau khi ở Đông Giang Thời Duy uống sau thổ lộ cõi lòng, trong mắt Trương Dương, tính miêu ngao của cô bé này cũng có thêm không ít vẻ đáng yêu. Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm nói cô tỉnh rượu rồi à. Một câu nói rất bình thường nhưng khiến Thời Duy mặt đỏ bừng, có thể không đỏ mặt được ư. Kiều Mộng Viện đã nói với cô ta ra, mình say rượu thất thố, lời gì cũng nói ra hết, ở trước mặt Trương Dương mất hết cả mặt mũi, thời duy cắn môi, Lý Nhí nói có liên quan gì tới anh à. Trương Dương cười nói, không liên quan, không liên quan, chả liên quan tới tôi tí nào. Hắn càng nói vậy thì thời duy càng đỏ mắt, dậm chân gắt, anh đúng là cái đồ xấu xa, không nói chuyện với anh nữa. Không ngờ lại quay người bỏ chạy thật. Khư Phượng Tiên cười nói, thị trường Trương, anh thế là không đúng rồi, không ngờ lại đi khi phụ con gái nhà người ta. Trương Dương nói, tôi trước giờ chưa từng khi phụ con gái nhà ai cả. Kiều Mộng Viện nói, thị trưởng Trương, tôi cũng kính anh một chén, anh trước giờ đều là quý khách của Tân Đế Hào, hoàn ngành ăn tùy thời đến ăn cơm. Trương Dương cười tủm tỉm cạn một chén với Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện vốn sau khi kính rượu định rời đi, nhưng cha tấn bác lại bàn với cô ta chuyện quản trường thương nghiệp chùa Nam Lâm. Cha Tấn Bắc nói, Kiều Tổng để cửa hàng đối diện của chúng tôi cho Hà Trường An thuê, y ở đó mở một tòa kim tỏa thế ra, cúng chúng tôi chiêng đối chiêng, chống đối chống. Kiều Mộng Viện cười nói, cái này không trách tôi được, người ta đưa ra cho tôi điều kiện tốt như vậy, tôi không thể nào không cần tiền được. Cha Tấn Bắc cười nói, tôi chỉ nói vậy tôi, không hề có ý oán trách gì Kiều Tổng cả, sự cạnh tranh giữa tôi và Hà Trường An tồn tại đã lâu, nhưng y cũng chỉ là mới bước vào thị trường châu báu, tôi thực sự là nghĩ không thấu, sinh ý của kim toàn thế gia của y tại Giang Thành so với tinh toản của chúng tôi thì tốt hơn nhiều. Kiều Mộng Viện mỉm cười, nói cái này không có gì là lạ cả, tinh toản của các anh là chú trọng thiết kế và phẩm vị, nhắm vào những người cao cấp, kim toản thế gia trên thiết kế thì không thể nào sánh bằng được cách anh, nhưng lại dở bản lãnh giá cả, đồ trang sức đồng dạng, nhưng phí ra công trọ thì lại thấp hơn nhiều. Cha Tấn Bắc cười khổ, nói ít lãi tiêu thụ nhiều, bộ phận đó chúng tôi bán ra chính là nghệ thuật và tính sáng tạo. Kiều Mộng Viện cười nói, trong mắt người dân bình tê thường, một chỉ vàng rất đáng tiền, bọn họ dùng số tiền tương đương có thể mua được vàng nặng hơn ở kim toản thế gia, vậy bọn họ vì sao phải lựa chọn các anh? Trương Dương Phụ Họa, Kiều Tổng nói rất đúng, quần thể tiêu xài lớn nhất của Giang Thành chính là người dân bình thường, đồ của các ông đẹp thật, tính nghệ thuật cũng cao, nhưng đó đều là đồ chơi của Dương Xuân Bạch Tuyết, một viên đá nho nhỏ các ông mài rũa rồi bán ra với giá còn đắt hơn cả hoàng kim quần thể mà các ông nhắm tới là dạng người giống như kiều tổng đây nếu muốn bán viên đá nhỏ của các ông cho người dân bình thường thì khó lắm khư phượng tiên cười nói thị trường trương nói rất chính xác vấn đề mà chúng ta phải đối mặt đồ trang sức của các anh là nhắm vào thị trường cao cấp mà bỏ qua thứ người dân cần cho nên mới rơi vào thế hạ phong trong cuộc cạnh tranh với kim toàn cha tổng anh có thể suy nghĩ thử xem tinh toán của các anh có nên nhắm cả vào tầng lớp thường dân không Cha Tấn Bắc nói, định vị của tinh toán chính là phẩm vị và sự xa hoa, nếu như chúng tôi làm đồ bình thường, vậy thì sẽ khiến giá trị của thương hiệu chúng tôi giảm mạnh, rõ ràng là Dương Xuân Bạch Tuyết, không cần phải đi lựa ý hùa theo cây nhà lá vườn, tới sau cùng lại thành dở ông dở thằng không hợp với người dân bình thường mà cũng mất cả khách cao cấp. Y nói xong lại giải thích, tôi không phải là khinh thường ý tứ của người dân bình thường, tôi cũng biết phạm vi của thị trường này rất lớn, sức mua mạnh, trên tổng thế thì không hề kém quần thể khách cao cấp kiều mộng viện nói thứ nhỏ mà có thể giành được lợi lớn nhưng thứ đại chúng mới có thể giành được lợi nhuận khổng lồ trương dương nói kỳ thực tra tổng cũng không cần phải lo lắng đợi sau khi hạng mục sân bay mới chính thức khởi công rồi chỗ dùng tiền khẳng định là rất nhiều ngài nếu có nhiều tiền mà dùng không hết thì có thể bỏ vào hạng mục sân bay này cha tấn bắc nói muốn đánh trận địa mới nhưng cũng không thể để mất căn cứ được kiều mộng viện mỉm cười bảo kỳ thực tra tổng vì sao không bắt trước theo các nhãn hiệu nước ngoài cùng là một tập đoàn, có thể làm ra hai mô thức dây chuyển kinh doanh khác nhau, giống như Acura của Honda hay là Lexus của Toyota vậy. Đề nghị này khiến cho cha Tấn Bắc bừng tỉnh, từ trước đến giờ y chỉ cố chấp ở sự cao cấp và phẩm vị cái này có liên quan tới khí chất nghệ thuật ra trên người y. Hà Trường An mới bước vào thị trường châu báu, cha Tấn Bắc rất khinh thường y, cha Tấn Bắc cho rằng không cần nhiều thời gian, một kẻ tay ngang như Hà Trường An sẽ bị đụng đến sứt đầu mẻ chán trong hàng rào hiện thực buồn bã rời khỏi thị trường châu báu này, nhưng khiến y không ngờ là Hà Trường An không những khí thế hùng dũng giết tới trong năm nay. Hơn nữa sau khi tiến vào còn trong khoảng thời gian ngắn đã đứng vững chân, sản phẩm của kim toản thế gia không có thiết kế, không có phẩm vị, không có tình điều, nhưng thứ như vậy không ngờ lại rất được hoan nghênh, điều này khiến cha Tấn Bắc không thể hiểu nổi. Những lời này của Kiều Mộng Viện khiến y minh bạch một đạo lý, sinh ý chính là sinh ý, quyết không thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ nghệ thuật được sự cảm kích của cha tấn bắc đối với kiều mộng viện là rất rõ ràng y đánh mắt ra hiệu cho khư phượng tiên khư phượng tiên từ trong túi lấy ra một cái hộp đựng đồ trang sức mỉm cười đưa cho kiều mộng viện tôi có một chút quà mọn để tỏ lòng kính trọng kiều mộng viện liên tục chối từ nói không cần cha tổng khách khí quá rồi cha tấn bắc nói đây là mẫu ngọc khảm vàng mà chúng tôi thiết kế tặng cho kiều tổng phẩm giám kiều tổng thiên sinh lệ chất đeo đồ trang sức của chúng tôi cũng là giúp chúng tôi làm quảng cáo Kiều Mộng Viện không tiện chối từ chỉ đành thu nhận. Trương Dương ở bên cạnh nhìn, nghĩ ta ích, cha tấn bác này ra tay rộng rãi thật, đồ trang sức trị giá mấy vạn đồng mà nói tặng là tặng, cứ như là không có chuyện gì vậy. Cha tấn bác đương nhiên không quên Trương Dương, có điều ngại Kiều Mộng Viện có mặt, y và Trương Dương tuy quen nhau, nhưng Trương Dương dẫu sao cũng là người trong thể chế, tặng quà không thể nào quá ngang nhiên được. Đợi sau khi bọn họ ly khai, Khư Phượng Tiên mới tới trước xe hắn đưa một cái hộp cho hắn, Trương Đại Quan Nhân nói, đừng vậy mà, chúng ta không thể như thế được, cô đây là hối lộ, tôi nếu nhận thì là nhận hối lộ mất rồi. Trương Dương thật sự không muốn nhận đồ của họ, chỉ cần bọn họ có hành động này là được rồi, cái này đại biểu cho sự tôn trọng, Trương Đại Quan Nhân là một kẻ ưa sĩ diện, hắn không thích bị người khác phất lờ. Khư Phượng Tiên cười nói, chỉ là một viên đá nhỏ thôi mà, anh giữ lại để lừa con gái nhà người ta đi. Cô ta chẳng nói chẳng rằng ném cái túi trong tay vào xe của Trương Dương vẫy vẫy tay rồi chui vào trong xe Mercedes của cha Tấn Bắc. Trương Dương vừa nghe thấy giữa lại để lừa con gái nhà người ta thì cũng không kiên quyết cự tuyệt nữa, mở cái túi ra, lấy hộp trang sức ra xem, phát hiện bên trong đều là các loại trang sức như thủy tinh, ngọc bích, rất tinh mỹ, nhưng chắc cũng không quá đáng tiền. Cửa sổ xe của hắn đột nhiên bị gõ lọc cọc, Trương Đại Quan Nhân sợ quá vội vàng kế hộp trang sức vào trong túi, nhìn ra ngoài cửa thì thấy Thời Duy đứng ở bên ngoài, thằng ôn này mở cửa xe ra để thời duy lên xe thời duy ngồi ở ghế phụ chừng mắt lườm hắn làm cái gì đó nhận đồ hối lộ đúng không trương đại quan nhân có chút khẩn trương nói đừng có nói bừa tôi là loại người đó à thời duy cười nói anh không phải thì còn ai phải được ăn được uống còn được gói mang về tất cả ác hành của tham quan anh đều chiếm cả trương đại quan nhân cười tủm tỉm nói tôi không chơi gái không đánh bạc thời duy phì một tiếng nói ai mà biết được anh nếu đi làm những chuyện đó thì kiểu gì cũng lén lén lút lút trương dương nói tôi bực rồi đấy một cán bộ quốc gia trẻ tuổi có tài như tôi sao hình tượng ở trong lòng cô lại xấu đến vậy thời duy nói chẳng phải là do anh tự tạo thành ư trương dương nói mấy ngày trước ở đông giang cô cũng ăn không ít cua bể của tôi mà thời duy nói nhìn cái bộ dạng kia bo kẹt xỉ của anh kia trương dương nói ăn của người ta Cô tốt xấu gì cũng phải nói tôi vài câu dễ nghe chứ. Thời duy nói, anh tới tân đế hào ăn không uống không bao nhiêu bữa cũng chưa thấy anh nói một câu dễ nghe nào với tôi cả. Trương Dương cười bảo, tối đó cô uống nhiều, chính là tôi một đường cõng cô về đó. Thời duy vừa nghe thấy hắn nhắc đến chuyện này, mặt không khỏi nóng lên, nói anh đừng có lấy chuyện xảy ra ở Đông Giang ra nói nữa. Lúc đó tôi uống nhiều, nói năng linh tinh nên không tính. Trương Đại Quan Nhân cười xấu nói cô nói linh tinh gì ý nhỉ thời duy cắn môi nói đừng quản tôi nói gì nói chung là không tính trương dương nói không tính là tốt nhất kỳ thực tôi nghe cô nói vậy áp lực cũng rất lớn thời duy nghe hắn nói vậy thì không vui áp lực cái rắm một hoàng hoa đại khuê nữ như tôi uống nhiều nói những lời mất mặt như vậy bị anh nắm được bím tóc áp lực của tôi mới lớn trương đại quan nhân cười nói không phải chính là câu đó ư có gì ghê gớm đâu, tôi sớm đã nhìn ra rồi." Thời Duy lông mày dựng đứng, nói anh nhìn ra cái gì? Trương Dương cười bảo, chính là chuyện mà cô nói đó. Thời Duy tức giận nói, tôi nói cái gì? Anh hôm nay nói rõ ra đi, tôi thừa nhận, tôi uống nhiều, tôi nói là tôi thích anh, nhưng say rượu nói bừa, không tính, căn bản không phải là lời thật lòng." Trương Dương chép miệng, nói cô bé, không phải là tôi nói cô đâu, nhưng cô âm hiểm quá uống say rồi còn nói dối cô không sợ gặp báo ứng à thời duy nói anh mới bị báo ứng ý anh nhân lúc tôi uống nhiều rồi tranh thủ ôm ấp tôi chiếm tiện nghi của tôi tôi còn chưa tính sổ với anh đó thời duy đúng là lớn gan không ngờ lấy cả chuyện đó ra nói trương dương suýt nữa thì cười đến vỡ cả bụng hắn cười phát lên kỳ thực điều quá phận hơn tôi còn làm rồi cô sao không nhắc tới luôn đi thời duy lập tức minh bạch hắn ám chỉ chuyện cởi quần áo của mình để chữa bệnh lập tức thẹn quá hóa giận, nắm lấy vai Trương Dương, đấm lên cánh tay của hắn hai quyền. Trương đại quan nhân đẩy cửa nhảy xuống, cô bé này lên cơn rồi. Thời Duy đuổi ra theo, chỉ vào mũi Trương Dương, nói tôi liều mạng với anh. Trương Dương nói, giữa ban ngày ban mặt, chúng ta có thể đừng như vậy được không? Thời Duy nghiến răng nghiến lợi nói, trăng tối gió to là đêm thích hợp giết người, hôm nay tôi sẽ giết anh để diệt khẩu. Trương đại quan nhân nghe mà có chút hoảng hốt, tôi bảo này thời duy, cô tốt xấu gì cũng xuất thân từ gia đình gia giáo, ngàn vạn lần đừng bôi xấu gia đình. Hắn quay đầu bỏ chạy, thời duy đuổi theo sau, đáng tiếc hôm nay đi giày cao gót, không chạy nhay được, cô ta dứt khoát cởi giày ra, ném về phái trương dương, trương đại quan nhân nghe thấy tiếng gió, nói tôi né, tôi lại né. Ôi trà, trương dương thì né được, nhưng kiều mộng viện nhìn thấy thời duy phát điên đuổi theo trương dương, vội vàng chạy tới khuyên, Trương Dương vừa né, hai chiếc giày cao gót đều đập lên người cô ta, một chiếc thì đập vào ngực, một chiếc thì đập vào bụng, thời duy dùng toàn lực, đáng tiếc là dùng sai chỗ. Kiều mộng viện đau đến nỗi ngồi bệt xuống, thời duy trợn mắt nhìn, chân trần đứng ngây ra đó. Trương Dương phản ứng đầu tiên, bước lên trước đỡ Kiều mộng viện, nói, sao thế, bị thương ở đâu, tôi xoa giúp cho. Kiều mộng viện đau vô cùng, nhưng nghe thấy câu này thì xấu hổ tới cực điểm, mình bị thời duy ném trúng ngực, sao có thể để hắn nói xoa là xoa được? cô ta cắn môi nói không sao, tôi nghỉ chút là đỡ. thời duy bước tới đỡ kiều mộng viện nói chị em xin lỗi em không phải là cố ý đâu, đều là trương dương hại em đó. trương dương nói ngộ thương, tôi giúp cô làm chứng, lần này chỉ là ngộ thương. hai người đỡ trương dương ngồi xuống băng ghế ở vườn hoa, kiều mộng viện từ từ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thở hắt ra nói hai người còn nhỏ lắm à động chút là đánh đánh giết giết, có đại cừu với nhau à? Trương Dương cười nói, tôi chẳng thèm so đo với cô ta đâu, là cô ta muốn giết tôi để diệt khẩu. Kiều Mộng Viện tất nhiên hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô ta nhìn Thời Duy với vẻ trách cứ. Thời Duy biết mình đối lý, bĩu môi không nói gì nữa. Trương Dương bảo, cùng đi uống vài chén đi, tôi mời. Kiều Mộng Viện nói, chúng tôi vốn đã hẹn tới Hoàng gia giả nhật của Tô Tiểu Hồng rồi, không bằng cùng đi đi trương dương chỉ vào xe pick up của hắn kiều mộng viện khoác tay thời duy hai người đều lên xe pick up của trương dương trương dương cười đắc ý lái xe tới hộp đêm hoàng gia giả nhật của tô tiểu hồng tô tiểu hồng cũng vừa mới tới nhìn thấy trương dương cùng đến không khỏi kinh ngạc nói trương dương cậu đúng là khách ít đến ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy trương dương nói hai vị mỹ nữ dạ hành em lo lắng cho sự an toàn của họ cho nên lâm thời làm vệ sĩ cho họ Thời Duy nói, anh trước tiên bảo vệ bản thân đi đã. Tô Tiểu Hồng cười nói, Thời Duy nói đúng, tối nay là âm thịnh Dương Suy, nữ nhân chúng ta chiếm nửa lớn, Trương Dương, cậu tự chiếu cố bản thân cho tốt đi. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi tối nay sẽ cúp đuôi làm người. Thời Duy nói, coi mình cứ như là khỉ ý. Trương Dương cười nói, đuôi khỉ là mọc ở phía sau. Câu này khiến cho Kiều Mộng Viện và Thời Duy mặt đỏ bừng. Tô Tiểu Hồng là người già đời, Tất nhiên là không cảm thấy khó xử, cười mắng, Trương Dương, cậu muốn chết à, một chút hình tượng cũng không có, lời gì cũng nói ra ngoài miệng được. Trương đại quan nhân mặt mày vô tội, nói tôi nói gì chứ. Đuôi khỉ không phải là mọc ở phía sau vậy thì chị nói xem nó mọc ở đâu. Tô Cường dẫn bạn gái Chu Hiểu Vân tới chào hỏi Trương Dương, giữa hai người đã tới giai đoạn bàn chuyện cưới xin, Trương Dương cười nói cuối cùng cũng có thêm một người đàn ông tới tô tiểu hồng nói đừng tưởng tô cường đứng ở phía cậu nó nghe lời tôi lắm trương dương cười tủm tỉm nói chả còn được mấy ngày nữa đâu đợi thằng ôn này cưới vợ rồi thì sẽ nghe lời vợ thôi tô tiểu hồng cảm thán hiện tại lời của người chị là tôi đây đã không còn uy lực như trước kia nữa rồi tô cương đỏ mặt đứng đó ở trước mặt chị gái gã chỉ có nước đứng nghe tô tiểu hồng dẫn bọn họ tới phòng tô cường bảo người chuẩn bị rượu và đồ uống Chu Hiểu Vân bưng một chén rượu tới kính Trương Dương. Trương Dương cười nói, gần đây thế nào rồi? Chu Hiểu Vân nói, vẫn tốt, phòng cải cách xí nghiệp có thể coi là đi trên chính đồ, nhờ có cơ sở mà chủ nhiệm Trương năm đó đặt xuống, hiện tại chủ nhiệm Tiếu vừa hay tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Trương 447, không nợ gì nhau. Trương Dương nói, Tiếu Lâm là cán bộ trẻ tuổi rất có năng lực, đám thuộc hạ như các cô phải ủng hộ công tác của anh ta nhiều hơn từ câu nói này có thể nghe ra cảnh giới của trương đại quan nhân đã đề cao hơn nhiều. Chu Hiểu Vân nói, có gì mà phải ủng hộ, sau khi anh ta tới phòng cải cách xí nghiệp, lại có thêm không ít người được điều vào, đa số đều là người trước đây từng làm ở phòng cải cách xí nghiệp của khu khai pha, một chiều thiên tử một chiều thần, ai đương quyền mà không dùng người của mình chứ. Trương Dương cười cười không nói gì. Chu Hiểu Vân nói, chủ nhiệm Trương, anh là lãnh đạo cũ của chúng tôi, hiện tại chủ trì hạng mục sân bay mới, nhất định là thiếu người, điều tôi tới chỗ anh đi. Trương Dương nói, cô suy nghĩ cho kỹ đi, nếu tới chỗ tôi, chẳng khác nào là đi phong trạch, nói là sân bay mới, nhưng kỳ thực là ở Lương Gia Bình, là một địa phương hoang dã, đập gậy chẳng đánh được ai, hiện tại văn phòng đều là nhà cấp 4, đông lạnh hè nóng, và lại sân bay muốn làm xong thì phải mất 8-9 năm, cô và Tô Cường còn chưa kết hôn mà đã muốn xa nhau à. Trương Dương nói vậy, Chu Hiểu Vân bắt đầu do dự, Tô Tiểu Hồng nói, Hiểu Vân, em cứ làm ở phòng cải cách xí nghiệp đi, nếu thật sự là tới nơi vắng bóng người đó, chị cũng không yên tâm. Thời Duy Thừa Cơ nói, đúng vậy, làm việc ở bên cạnh anh ta, chẳng ai yên tâm được cả. Tô Tiểu Hồng và Kiều Mộng Viện đều không nhịn được mà bật cười, ai cũng nghe ra là Thời Duy đang báo thù. Trương Đại Quan Nhân rất vô tội, mình đã bị Thời Duy nhận định là sắc lang rồi, hắn tự cảm thấy phẩm đức của mình cũng khá, trước giờ chưa từng làm việc dùng quyền đoạt sắc bao giờ. Kiều Mộng viện thức thời chuyển đề tài, "Trương Dương, tôi nghe nói Thường Hải Tâm đang nằm viện ở chỗ bác sĩ Vu à?" Trương Dương gật đầu, nói, "Bị bỏng, rất nghiêm trọng, hiện tại đang trong quá trình hồi phục." Kiều Mộng viện nói, "Tôi muốn tìm cơ hội tới bệnh viện thăm cô ấy một chút." Trương Dương nói, "Tạm thời không cần đâu, hiện tại tâm lý của cô ta rất yếu ớt, không muốn gặp người ngoài." Thời Duy nói, "Có phải là bị hủy dung không?" trương dương chừng mắt lườm cô ta không lắm lời thì cô chết à thời duy nói tôi cũng là quan tâm tới cô ta thôi mà tô tiểu hồng cũng từng gặp thường hải tâm không khỏi thương xót nói thường tiểu thư rất xinh đẹp nếu như thật sự là dung nhan bị hủy thì đáng tiếc quá kiều mộng viện nói lúc quán karaoke thời đại mới ở lam sơn bị cháy anh cũng ở đó à trương dương gật đầu nói thường hải tâm xuất bản một tập thơ hôm đó tôi vừa hay tới lam sơn cùng hai anh em họ muốn ăn mừng, ai ngờ lại xui xẻo như vậy, thời đại mới không ngờ lại phát sinh án phóng hỏa. Kiều Mộng Viện thở dài, dung mạo đối với một cô gái quan trọng đến nhường nào thì không cần phải nói, cô ta nhớ rằng mình đã từng nghe một câu, lòng tin tự tin của một nữ nhân phần lưới là tới từ dung mạo của mình, nếu như dung mạo của Thường Hải Tâm thật sự bị hủy, chỉ sợ nhân sinh của cô ta sau này sẽ biến thành ảm đạm mờ mịt. Thời Duy nói, Trương Dương, tôi phát hiện anh chính là một sao quả tạ, anh đi đâu là nơi đó xảy ra chuyện. Tô Tiểu Hồng vội vàng nói, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, tiểu cô nương, cô đừng có nói những lời xui xẻo. Cả nhà đều bật cười. Lúc thời Duy hát, Kiều Mộng Viện nói khẽ với Trương Dương, chuyện sân bay mới không được lạc quan cho lắm, đa số người của tỉnh Lý đều nghiêng về phía cảng nước sâu của Nam Tích. Trương Dương hiểu điều mà Kiều Mộng Viện hiện tại đang nói chính là ý tứ của Kiều Trấn Lương, vứt bỏ cảm tình không nói tới, Tác dụng cảng nước sâu đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế Bình Hải thì lớn hơn hạng mục sân bay mới của Giang Thành nhiều." Trương Dương thở dài, nói cũng chính là nói hạng mục sân bay mới của Giang Thành chúng tôi chỉ xứng đi theo gõ trống ở bên cạnh. Kiều Mộng Viện nói, tự lo ngân sách chưa chắc không phải là một chuyện tốt, kỳ thực hiện tại tư bản muốn đầu tư vào quốc nội rất nhiều, anh nên đưa tầm mắt ra xa một chút, đồng thời vào lúc hấp thu ngân sách từ bên ngoài, đồng thời cũng có thể hấp dẫn kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ bên ngoài trương dương nói nói tường tận một chút đi kiều mộng viện bảo một người cho dù là thông minh có năng lực đến đâu thì dẫu sao tinh lực cũng có hạn anh không thể nào lo được tất cả mọi việc trong thể chế cũng như vậy thôi đấy chính là vì sao phải xây dựng ban thường ủy phải có người đại biểu cho nhân dân chúng ta làm xí nghiệp có chủ tịch rồi thì cũng phải có giám đốc hợp lòng hợp sức thì mới có thể phát huy ra được lực lượng lớn nhất bên cạnh anh có thường lăng phong giúp anh nhưng sân bay mới là một công trình lớn chỉ dựa vào hai anh thôi thì không thể nào làm được cho nên anh mới cảm thấy mệt mỏi anh mới phải chịu áp lực lớn như vậy trương dương nói tôi đã mời không ít người hiện tại thành viên cố vấn của bộ chỉ huy rất nhiều sắp thành tổ đoàn rồi kiều mộng viện cười nói những người mà anh bảo tối đa chỉ tính là chính nghiệp có mang lại tác dụng chân chính gì đâu khi thực sự bắt tay vào làm thì không thể dựa vào họ được trương dương gật đầu đầy đồng cảm Kiều Mộng Viện nói, đưa công trình vào hoạt động đồng giảng cũng có thể học tập vận tác trên thương nghiệp, muốn nắm được tiên cơ trong thị trường, anh cần phải thích ứng với thị trường này, đi làm một số chuyện phù hợp với quy luật của thị trường. Trương Dương nói, nghe một buổi nói chuyện của cô còn hơn đọc sách 10 năm, Kiều Tổng đúng là thầy tốt bạn hiền của tôi. Kiều Mộng Viện cười nói, anh đừng có tâng bốc tôi nữa. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là muốn tâng bốc người khác có điều không phải là kiều mộng viện mà là hắn muốn chụp mũ cho hứa ra dũng, đội lên một cái mũ xanh mượt sáng ngời. Kiều mộng viện thuộc loại nữ nhân cần từ từ thưởng thức, mới mẻ sâu sắc, trong lòng trương đại quan nhân bắt đầu dục dịch muốn động rồi. Kiều mộng viện ý thức được ánh mắt mà thằng ôn này nhìn mình có chút không ổn, vội vàng ho khan một tiếng. Trương Dương cười nói, như vậy, tôi sẽ xây dựng một đoàn tham mưu, cô tính là một người trong đó. Kiều mộng viện nói, tôi không thích hợp. Trương Dương bảo, tôi nói cô thích hợp thì cô thích hợp, ngày mai tôi sẽ mang thư mời đến cho cô. Tô Tiểu Hồng nói, tài lực của tôi tuy không ra gì, nhưng cũng muốn suốt một phần lực cho sân bay mới, đợi sau khi sân bay mới xây xong rồi, tôi tới chỗ mấy người mở quầy ba. Trương Dương cười nói, chẳng có thành ý gì cả, chỉ muốn chiếm tiện nghi của quốc gia thôi. Tô Tiểu Hồng nói, tôi kinh doanh đứng đắn, nộp thuế theo quy củ, đâu có chiếm tiện nghi của quốc gia. Trương Dương uống thêm một lúc nữa, cảm giác có chút mệt mỏi, hắn đứng dậy muốn về, Kiều Mộng Viện và Tô Tiểu Hồng còn có chuyện phải bàn, sợ Trương Dương uống rượu lái xe không an toàn, bảo thời Duy đưa Trương Dương về. Sau khi Trương Dương đi, Tô Tiểu Hồng bưng chén rượu hướng về phía Kiều Mộng Viện, nói, Mộng Viện, sau khi chỉ tiếp nhận Thủy Thượng Nhân ra, sẽ đổi tên thành Ngư Mễ Chi Hương. Sau này có thể phải tồn tại quan hệ cạnh tranh với em đó. Kiều Mộng Viện cười xòa, nói chị Hồng, Kỳ thực em tối nay cũng là muốn bàn với chị về chuyện này." Tô Tiểu Hồng nói, "Em nói đi." Kiều Mộng Viện bảo, "Trước khi em tiếp nhận Tân Đế Hào, Đế Hào thịnh thế và thủy thượng nhân gia đều là sản nghiệp của Phương Văn Nam, sinh ý của hai nhà hàng lúc đó không kém gì hiện tại, kỳ thực lúc ban đầu em tiếp nhận Tân Đế Hào cũng không phải là muốn tấn công vào ngành ẩm thực." Tô Tiểu Hồng nói, "Sinh ý nho nhỏ của ngành ẩm thực em khẳng định là không để vào mắt." Kiều Mộng Viện cười nói, "Kỳ thực sinh ý không phân lớn nhỏ." chỉ cần sinh ý kiếm được tiền thì đều là sinh ý tốt. Chị Hồng, em có một dự định, muốn giao quyền quản lý tân đế hào cho chị. Tô Tiểu Hồng ngây ra, không ngờ Kiều Mộng Viện lại đưa ra quyết định này. Kiều Mộng Viện nói, để chị thống nhất quản lý hai nhà hàng này là để tránh xuất hiện cạnh tranh ác tính. Em cũng không có nhiều tinh lực để đi lo chuyện quản lý nhà hàng. Chị Hồng trong phương diện quản lý nhà hàng thì có kinh nghiệm phong phú hơn em, giao cho chị thống nhất quản lý, em cũng yên tâm. Tâm tình của Tô Tiểu Hồng cực kỳ kích động, năm đó từ trong tay Phương Văn Nam mất đi hai nhà hàng này, hiện giờ quyền quản lý lại quay về tay cô ta, nhân sinh đúng là biến ảo khó đoán. Thời duy trên đường đưa Trương Dương về, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giáo huấn hắn, cô ta uy hiếp Trương Dương, quyết không thể được rêu giao chuyện uống say ở Đông Giang. Nhưng cô ta rất nhanh liền phát hiện thủy chung đều là cô ta nói chuyện một mình. Trương Dương trước giờ quyết không chịu thua trên miệng lưỡi không ngờ lúc này lại bảo trì trầm mặc thời duy hiếu kỳ nhìn kính chiếu hậu, nhưng không phát hiện bóng của Trương Dương đâu. Cô ta dẫm phanh, mở đèn trong xe lên thì thấy Trương Dương đang nằm ở ghế sau, sắc mặt trắng bệch, giang đánh vào nhau lập cấp, thân thể có quắp nằm đó, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Thời duy lúc đầu cho rằng là Trương Dương đang dọa cô ta, cô ta đấm một cái lên người Trương Dương, thằng cha thối, đừng giả vờ nữa, muốn dọa chết tôi phải không? Nhưng Trương Dương càng run rẩy ghê hơn. Thời Duy thò tay ra sờ mờ u bàn tay hắn, phát hiện nhiệt độ cơ thể của Trương Dương lạnh tới dọa người, cô ta lập tức hoảng lên, thằng cha thối, anh đừng dọa tôi. Tôi đưa anh tới bệnh viện. Trương Dương nắm lấy tay Trương Dương, run giọng nói, đừng, đưa. Đưa tôi về nhà. Nhưng, có nghe thấy không hả? Thời Duy lục thần vô chủ, chỉ có thể nghe theo sự phân phó của hắn, cô ta vừa lái xe vừa cầu nguyện, nước mắt bắt đầu rơi. Tới nhà của Trương Dương, Thời Duy đỡ Trương Dương xuống xe, lúc này Trương Dương hình như đã khối phục lại một chút, ít nhất thì đã có thể tự đi lại. Thời Duy đỡ hắn vào trong phòng, cô ta cảm giác rõ ràng rằng thân hình của Trương Dương đang run rẩy. Đi vào trong phòng, đỡ Trương Dương ngồi xuống. Thời Duy đầy lo lắng nói, bộ dạng của anh như vậy mà không tới bệnh viện thì sao được. Trương Dương lắc đầu, run giọng nói, đi, đi xả đầy nước vào trong bồn cho tôi, nước nóng vào. Thời Duy vội vàng đi xả nước, sau khi xả đầy nước nóng lại đỡ trương dương đi trương dương nói cô ở bên ngoài đợi tôi tôi không sao cả thời duy gật đầu quay người đi ra ngoài trương dương chỉ mặc có quần xịp tiến vào trong bồn nóng đến nỗi hét lên một tiếng cô muốn làm lông tôi đấy à thời duy nghe thấy giọng của hắn mới yên tâm hơn một chút cười nói là tự anh bảo nóng một chút mà nói xong cô ta liền cảm thấy má man mát dùng tay sờ thử chính là một giọt nước mắt thời duy cắn chặt môi, vội vàng lấy khăn tay ra lau nước mắt. Trong lòng thầm tự trách mình sao lại phải khóc vì hắn. Nhưng cô ta lập tức minh bạch, sự quan tâm của mình đối với Trương Dương là chân thực, không thể nào che giấu được. Thời duy một lúc lâu không nghe thấy động tính của Trương Dương, không khỏi thấy lo lắng, cô ta lớn tiếng nói, ê, đỡ chưa? Trương Dương không trả lời. Thời Duy lại hỏi thêm một tiếng, vẫn không có tiếng trả lời. Cô ta lập tức khẩn trương, đẩy cửa phòng tắm ra, lại thấy Trương Dương đang ngâm mình bên trong, không cử động. Thời Duy sợ đến nỗi hét toán lên, xông vào kéo Trương Dương ra khỏi bồn. Cô ta kéo Trương Dương đã mất chi giác ra phòng khách, trong quá trình lôi kéo, cái quần lót mà Trương Đại Quan Nhân dùng để chen chắn đã tuột xuống, Thời Duy chỉ quan tâm tới Trương Dương, căn bản không để ý tới chuyện này. Trương Dương trong quá trình ngâm mình bị chìm vào nước, Thời Duy có chút tri thức cấp cứu, từ sau lần trước cô ta suýt chết đuối ở hồ Nam đã đặc biệt chú ý tới tri thức ở phương diện này. Thời Duy bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho Trương Dương, hôn đôi môi lạnh giá của Trương Dương, thời Duy lo đến nỗi lại rất nước mắt. Làm hô hấp nhân tạo được 2 phút vẫn không thấy thằng ôn này có bất kỳ phản ứng gì. Thời Duy nắm chặt hai tay lại ấn xuống ngực Trương Dương, cô ta vừa ấn vừa khóc, anh tỉnh lại cho tôi, anh không thể chết được, anh cả ngày chỉ biết khi phục tôi, tôi còn chưa báo thù anh mà, anh tỉnh lại đi. Trương Dương, tôi xin anh hãy tỉnh lại đi, sau này tôi sẽ không chọc cho anh giận nữa, tôi đã nói rồi, tôi thích anh là thật đó, anh không thể chết được. Anh nếu chết thì tôi thương tâm lắm, lại một kích đập mạnh vào ngực Trương Dương. Trương đại quan nhân ho khan kịch liệt, hắn đau đớn ngồi dậy, miệng phun ra một bụng nước, phun chúng ngay mặt thời duy. Thời duy ngây ra đó, lập tức vui vẻ vô cùng, giang hai tay ra ôm Trương Dương vào lòng, anh sống rồi, anh sống rồi. Trương đại quan nhân cảm thấy trên người mình mát lạnh, lúc này mới ý thức được là quần lót đã tụt xuống tận đầu gối, thời duy ôm sát như vậy, trương đại quan nhân huyết khí phương cương làm sao mà chịu cho nổi, có phản ứng là điều đương nhiên. Thời duy cảm thấy thằng ôn này có biến hóa cục bộ, cúi đầu nhìn, sợ đến nỗi hét toáng lên, một quyền đấm vào mắt phải của Trương Dương, Trương Dương vừa tỉnh lại, nào có thể nghĩ tới vui quá hóa sầu, bị Trương Dương đấm cho nổ đom đóm mắt, ngã ngửa ra đất, hét thảm, mưu sát. Thời Duy tóm lấy cái khăn tắm ném lên người Trương Dương, Trương đại quan nhân rất ủy khuất dùng khăn tắm che đi thân hình trần truồng của mình, giả vờ sợ hãi nói cô vừa rồi đã làm gì tôi. Thời Duy nói, nhìn cái vẻ mặt của anh buồn nôn quá đi, có biết là nếu tôi không cứu anh, anh đã chết chìm trong bồn tắm rồi, nói ra mà không thấy mất mặt à. Trương Dương lúc này mới biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng có chút sợ hãi, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu không phải là Thời Duy cứu mình chỉ sợ là sinh mệnh thứ hai mà mình khó khăn lắm mới có được này triệt để tiêu tùng rồi. Trương Dương nói cô vừa rồi làm hô hấp nhân tạo cho tôi đấy à. Thời Duy đỏ mặt phủ nhận, không có, tôi chỉ nện mấy cú lên ngực anh thôi. Trương Đại Quan Nhân nói, hả giận chưa? Thời Duy gật đầu, Trương Dương quấn khăn đứng dậy, khu vực cục bộ vẫn có chút nhô lên. Nói ra cũng lạ, lúc này hóc môn giống được của Trương Đại Quan Nhân nhanh chóng tăng lên, có lẽ đây là ứng với phản ứng. Trương Dương vẫn rất lý trí, hắn biết rằng rất nhiều lúc là cần phải khống chế, chỗ khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật chính là con người biết khống chế. Trương Dương quay về phòng ngủ mặc quần áo. Thời duy lúc này cũng đã điều chỉnh lại tâm tình của mình rất tốt, cô ta cũng hiểu chuyện vừa rồi tốt nhất là nên coi như chưa từng xảy ra, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn vào giữa hai chân của Trương Dương, vừa rồi thứ không nên nhìn cô ta cũng đã nhìn thấy rồi. Trương Dương mỉm cười lắm, hai chúng ta lần này hòa nhé tôi cứu cô một mạng, cô cũng cứu tôi một mạng, tôi nhìn cô, cô cũng nhìn tôi rồi. Thời Duy đỏ mặt gắt cút, thằng ôn này đúng là vừa lành vết thương đã quên cảm giác đau, vừa rồi từ quỷ môn quan trở lại, hiện tại lại lộ ra bản tính lưu manh rồi. Cô nam quả nữ nửa đêm nửa hôm ở cùng nhau cũng có chút khó xử, thời Duy thấy Trương Dương không sao, liền đứng dậy cáo từ. Trương Dương nói, tôi đưa cô về. Thời Duy lắc đầu, nói, không cần, tôi lái xe anh về cũng được. Nói tới đây cô ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi vội qua nên chưa rút chìa khóa khỏi xe. Hai người bọn họ nhìn xuống lầu, chiếc xe pick up siêu cấp của Trương Dương quả nhiên đã không cánh mà bay. Thời Duy có chút ấy náy nói, xin lỗi, đều tại tôi cả. Trương Dương cười bảo, xe thì tính là gì, so với mạng của tôi thì căn bản nhẹ tựa lông hồng. Thời Duy nói, báo cảnh sát đi. Trương Dương gật đầu, di động cũng ở trên xe, Thời Duy dùng điện thoại của mình gọi 110 nghe nói là xe của trương dương bị trộm khương lượng dẫn đội tới chụp mấy tấm ảnh hiện trường lại khỏi họ mấy vấn đề trương dương gọi khương lượng sang một bên không có gì đâu xe này khó mà chạy xe được trên xe có lắp hệ thống định vị lát nữa tôi tìm người điều tra khương lượng nói vậy thì cậu còn không mau làm đi chỉ cần định vị ra được địa điểm tôi tối nay sẽ tìm xe về cho cậu trương dương nói vừa rồi đã liên hệ rồi xe đang di chuyển phải đợi xe dừng lại mới dễ động thủ trương dương thầm nghĩ bọn trộm này đúng là không có mắt không ngờ lại trộm xe của mình phải biết rằng xe nằng đã được quốc an độ lại loại xe này khó ra tay lắm điện thoại của thời duy đổ chuông trương dương vừa rồi thông qua điện thoại liên hệ với hình chiêu huy đây là hình chiêu huy gọi tới hình chiêu huy nói tra được rồi xe dừng ở trong một xưởng chế tạo linh kiện ở ngoại thành phía đông tỉnh bình hải các cậu đấy trương dương báo lại tin tức cho khương lượng Khương Lượng lập tức dẫn cảnh sát xuất động, tới xưởng chế tạo linh kiện tìm xe. Trương Dương và Thời Duy đều đi theo, trên đường Kiều Mộng Viện gọi điện thoại tới, cô ta là thấy Thời Duy lâu như vậy còn chưa về cho nên có chút lo lắng. Thời Duy rất hưng phấn kể lại chuyện đã xảy ra, trong mắt cô ta mình hiện tại đang chơi trò cảnh sát bắt cướp. Xưởng chế tạo linh kiện đã đóng, nhà xưởng cũng để hoang phế, khi hơn 10 chiếc xe cảnh sát bao vây xưởng chế tạo này, mấy chục cảnh sát giống như thần binh dáng trần lao vào bên trong, năm phần tử bất lương đang tiến hành tháo rỡ phân giải xe pickup sợ đếu nỗi chạy toán loạn như ruồi không đầu, bọn chúng không thể nào ngờ được cảnh sát lại tìm được chúng nhanh như vậy. Trương Dương thấy bánh xe của mình đã bị chúng rỡ xuống, giận đến nỗi đá mạnh vào mông một tên trộm xe, gầm lên, mau lắp lại trả tao. Tên trộm xe đó ngoan ngoãn lắp lại bánh xe cho Trương Dương, lúc này, Khương Lượng đã hỏi ra kết quả, đi tới trước mặt Trương Dương, nói, hỏi rõ rồi, bọn chúng nhắm vào xe của cậu không chỉ một hai ngày, sau lưng có người sai khiến trương dương nói ai mà khuyết đức thế khương lượng nhìn xung quanh rồi nói khẽ viên lập ba trương dương nghĩ một chút sờ cái đầu chọc của mình nói đó chẳng phải là con trai của phó thị trưởng viên ư khương lượng gật đầu nói chính là gã anh gã viên lập cương cũng ở trong cục của chúng tôi trương dương cũng từng có va chạm với hai anh em này quá khứ bởi vì chuyện của viên lập ba mà bức viên thành tích phải cúi đầu nhận sai với minh không ngờ tên viên lập ba này tính tình không đổi không ngờ lại trêu vào mình trương dương cười lạnh nói con mẹ nó bắt lấy gã khương lượng nói có cầu lén câu thông chút không trương dương lắc đầu câu thông cái rắm trộm xe của tôi đây không phải là khi phụ lên đầu tôi ư bắt viên thành tích phải tìm tôi để giải quyết chuyện này khương lượng có chút cổ quái nhìn khuôn mặt của trương dương trương dương nói nhìn cái gì chưa thấy bao giờ à Khương Lương không nhịn nổi cười, nói, mắt cậu xanh lét kia. Trương đại quan nhân vội vàng nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên, mình bị một quyền của thời duy đánh thành gấu mèo rồi. Viên lập ba sáng hôm sau vừa ra khỏi cửa thì bị cảnh sát dẫn đi, anh trai của gã viên lập cương cũng là người của cục công an, nghe ngóng chuyện này rất dễ dàng, rất nhanh liền tra ra em trai mình bị dẫn đi là bởi vì gã tìm người trộm xe của Trương Dương. Viên lập cương thầm trách em trai mình gây chuyện, bọn họ đã ăn quả đắng của Trương Dương, Thằng ôn này không ngờ vẫn dám chủ động trêu vào hắn, lần này thì hay rồi, bị chọc cho thủng lỗ chỗ rồi. Viên Lập Cương tuy là cảnh sát, nhưng hắn cũng không giải quyết được chuyện này, hắn biết rất rõ chuyện của Trương Dương, em trai mình Viên Lập Ba và Trương Dương có mâu thuẫn đã lâu, Viên Lập Cương khó khăn lắm mới gặp được em trai mình. Viên Lập Ba vừa được thẩm vấn xong ở trong cục cảnh sát, gã mặt mày ủy khuất, nói anh, em thật sự là không sai người trộm xe hắn. Viên Lập Cương nói, mấy tên trộm xe đều luôn miệng nói nhận sự sai khiến của em. Viên Lập Ba nói, em căn bản không quen họ, sao có thể bảo họ đi trộm xe chứ? Và lại, Trương Dương là nhân vật gì, em không phải là không biết, em bình thường gặp hắn ở đâu là né đó, sao có thể đi trêu vào hắn? Viên Lập Cương nghe em trai mình nói vậy thì cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, hai anh em hắn đều từng ăn quả đắng của Trương Dương, đều biết rõ sự lợi hại của Trương Dương, em trai mình không có lý do gì lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ thật sự có người lập bẫy hại gã? Viên lập ba nói anh, cha thử nguồn gốc của bọn trộm xe đó đi, bọn chúng vì sao lại nhận định em? Lúc cần thiết thì cho chúng nếm chút mùi đau khổ, để chúng nói ra sự thật. Viên lập ba thầm cười khổ, hiện tại là Khương Lượng quản vụ này, Khương Lượng là nhân vật gì chứ? Người ta là hồng nhân ở trước mặt Vinh Bằng Phi, căn bản sẽ không thèm nể mặt mình, nếu mình vượt quyền đi xử lý chuyện này, không khỏi sẽ bị người khác nắm thóp, không những không cứu được em trai ra, ngay cả bản thân cũng dính vào phiền phức." Viên Lập Cương trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì lại nói, "Lập Ba, em đừng sợ, chuyện này anh sẽ tìm cách giải quyết, nếu như em thật sự không làm, bất kỳ ai cũng không vu hãm được em đâu." Trước giờ đều là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm, Phó thị trưởng Viên thành tích sau khi biết chuyện này thì tức đến nỗi thất khiếu bốc khói y trước tiên mắng con trai mình không ra gì, tự dưng đi gây chuyện, chọc vào tên ôn thần trương dương đó làm gì. Nhưng mắng thì mắng, chuyện của con trai y không thể không quản, viên thành tích trước tiên tìm tới con trai lớn viên lập Cương để hỏi rõ tình huống, sau đó trực tiếp tới cục công an tìm Vinh Bằng Phi. Vinh Bằng Phi nhìn thấy viên thành tích tự mình tới, mỉm cười đứng dậy đón thị trưởng viên, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy. Viên thành tích thở dài, nói chẳng phải là vì cái thằng mất dạy không nghe lời nhà tôi ư vinh bằng phi mỉm cười trước tiên ngồi viên thành tích ngồi xuống salon bảo người đi pha một ấm trà chậm rãi nói thị trưởng viên đừng khẩn trương chuyện đang trong quá trình điều tra tới hiện tại cũng chưa khẳng định là con trai ngài sai người đi trộm xe chỉ là mấy tên trộm xe đó một mực khẳng định là cậu ấy viên thành tích nói thằng con đó của tôi tuy tính tình bất hảo nhưng chuyện trộm gà bắt chó nó không làm đâu bằng phi à các anh không thể chỉ nghe lời phiến diện của bọn trộm đó được." Vinh Bằng Phi nói, "Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý." Viên Thành Tích nói, "Tôi có thể bảo lãnh cho nó ra không?" Viên Thành Tích là phó thị trưởng, còn là thường ủy thị ủy, y ra mặt bảo lãnh cho con trai mình, Vinh Bằng Phi nói sao cũng phải nể mặt y, hơn nữa hiện tại chỉ có 5 tên trộm xe đó một mực khẳng định là chịu sự sai khiến của Viên Lập Ba, nhưng Viên Lập Ba lại không hề thừa nhận. Vinh Bằng Phi nghĩ một chút, Nói khẽ kỳ thực chuyện này cũng không phải là lớn, thị trưởng viên không ngại thì đi nói một tiếng với Trương Dương đi. Viên thành tích há lại không nghe ra, Vinh bằng phi là đề nghị y giải quyết riêng với Trương Dương, viên thành tích trước đây đã có kinh lịch phải cúi đầu trước Trương Dương, y coi lần đó là đại sỉ nhục của mình, nhưng y không ngờ mình lại một lần nữa gặp phải loại tình huống này, song là vì con trai của y, viên thành tích nói, có gì mà phải câu thông, chuyện gì cũng phải chú trọng chứng cứ không bằng không chứng, trung quy không thể chứng minh con trai tôi là xúi dục người khác phạm tội được. Vinh Bằng Phi gật đầu, nói thị trưởng viên nghĩ thế nào thì cứ làm thế nấy đi. Y là hảo tâm nhắc nhở viên thành thích, trương dương đâu phải là dễ đắc tội, viên lập ba rõ ràng là chạm phải cái vẩy ngược của hắn rồi. Thằng ôn này gần đây đang rất bực bội vì việc của sân bay mới, có 89 phần 10 là muốn mượn chuyện này để phát tiết rồi. Viên lập ba dưới sự nỗ lực của ông già cuối cùng cũng được thả, gã vừa ra khỏi cửa lớn của cục công an thì trương đại quan nhân liền lái xe pick up của hắn xuất hiện. Viên lập ba trong lòng rất sợ trương dương, nhưng ngoài mặt thì không muốn nhận thua, trơ mặt dứng đó, không chút sợ hãi nhìn chầm chầm vào trương dương. Trương đại quan nhân mỉm cười bước tới, chẳng nói chẳng rằng đấm một phát vào bụng viên lập ba. Viên lập ba là đệ tử chân truyền của Lương Bách Xuyên, tu luyện hình ý quyền cũng có chút hỏa hầu, đáng tiếc là gặp phải Trương Dương, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, bị một quyền của Trương Dương đấm cho ngây ra, đau đến nỗi ôm bụng ngồi bệt xuống. Trương Dương lại tung cước đá giữa ngực gã, khiến cho viên lập ba ngã ngửa ra đất. Trương Dương chỉ vào mũi Trương Dương, mắng, mày mù à, xe của tao mà mày cũng dám động vào. Trước đây đều là viên lập ba khi phụ người khác, đã bao giờ bị người khác khi phụ đâu. Trương Đại Quan Nhân không những muốn khi phụ gã, mà còn muốn ở giữa nơi công cộng, ngay tại cửa lớn của Cục Công an Giang Thành công an đi qua cửa nhìn thấy trương dương đánh người ai nấy đều chỉ coi như không thấy còn có người hiếu sự báo chuyện này cho viên lập cương viên lập cương vội vàng từ trên lầu làm việc chạy xuống hét to trương dương anh còn có quan niệm pháp luật không hả giữa ban ngày ban mặt không ngờ lại đánh người ở trước cửa cục công an trương đại quan nhân kinh miệt nhìn hắn một cái nói anh đứng sang một bên cho tôi anh mà chọc tôi giận thì cả anh cũng đi luôn đấy viên lập ba lúc này vẫn biểu hiện ra vẻ cứng cỏi Giấy sọ đứng dậy, làm tư thế công phòng kiêm bị tao liều mạng với mày. Trương Dương cười nói, mày còn chưa đủ tư cách. Viên Lập Cương đứng chắn trước mặt em trai, "Trương Dương, anh khi phụ người ta quá rồi đó, anh có bằng chứng gì có thể chứng minh là em tôi sai người khác trộm xe của anh?" Trương Dương nói, "Cần chứng minh à? Hai đứa chúng mày chẳng phải là hạng tốt lành gì cả." Anh em Viên Lập Cương bị hắn mắng chửi ở trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng vừa tức lại vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên. Đỗ Vũ Phong và Khương Lượng nghe tin chạy tới, bọn họ vội vàng khuyên Trương Dương, tách bọn họ ra. Trương Dương vẫn không chịu tha chỉ vào viên lập ba, nói, sau này tao gặp mày ở đâu tao đánh mày ở đó. Khương Lượng và Đỗ Vũ Phong khó khăn lắm mới khuyên được Trương Dương tới văn phòng. Đỗ Vũ Phong cười khổ, nói, tôi bảo này Trương Dương, anh đừng có chơi trò đó chứ, chạy tới trước cửa cục quân an của chúng tôi đánh người căn bản là không coi chúng tôi vào đâu mà, anh để sự uy nghiêm của cảnh sát chúng tôi vào đâu chứ? Truyền ra ngoài rồi thì không tốt cho thanh danh của anh đâu. Trương Dương nói, anh bảo các cậu thả gã đi, xe tôi bị ăn cắp mà chẳng làm được gì à, sau này để người khác biết, ai cũng dám trộm xe của tôi hết. Khương Lượng nói, thị trường viên buổi chiều có đến, ông ta tự mình bảo lãnh, cục trưởng đại nhân lên tiếng thả người, chúng tôi có thể không thả ư. Và lại, năm tên trộm xe đó luôn miệng nói là bị viên lập ba sai khiến, nhưng viên lập ba không thừa nhận, chúng tôi cũng không thể bức cung được. Trương Dương nói, gã đương nhiên sẽ không thừa nhận rồi, thằng mấy dậy đó trước giờ làm được bao nhiêu chuyện tốt chứ. Đỗ Phú Phong buổi chiều phụ trách lấy khẩu cung của viên lập ba, gã cũng hiểu được một số tình huống thực tế. Đỗ Phú Phong nói, tôi thấy viên lập ba không giống như là nói dối đâu, không khéo lần này gã thật sự bị oan đó. Trương Đại Quan Nhân trợn mắt lên, nói cậu bảo là tôi đổ oan cho gã à. mươi 448, không tha. Khương Lượng nói, loại chuyện không có chứng cứ này, cậu có truy cứu tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, người thì cậu cũng đánh rồi, giận thì cậu cũng chút rồi, nếu còn tiếp tục thì lại thành cậu không đúng. Trương Dương nói, cha hỏi kỹ mấy tên trộm xe đó, xem xem có thể từ trong miệng chúng moi thêm được gì không. Khương Lượng nói, đó là điều chúng tôi nên làm mà, chúng tôi sẽ làm, nhiệm vụ chủ yếu của cậu là kiến thiết sân bay mới, đừng phí tinh lực vào những chuyện không có ý nghĩa này làm gì. Trương đại quan nhân tuyệt không phải là loại người nhỏ nhen, hắn ở giữa nơi đông người đánh viên lập ba, ngoài mặt thì là vì tức việc trộm xe, nhưng trên thực tế lại là nhắm vào viên thành tích, phó thị trưởng viên thành tích thường chống đối hắn, cũng là thành viên chủ chốt của trận doanh đối lập với Đỗ Thiên Giã, Trương Dương tìm y gây khó dễ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện viên lập ba bị đánh rất nhanh đường truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của Giang Thành, trong thể chế ai ai cũng biết, trên cuộc họp thường ủy viên thành tích mặt xa sầm, bực tức vô cùng, thằng ôn Trương Dương này quá đáng quá, không ngờ lại dám ở trước cửa cục công an đánh người, căn bản là không coi mình vào đâu cả. Lửa giận mà tích quá nhiều, trung quy cũng phải bạo phát ra, sau khi những đề nghị chủ yếu trên cuộc họp thường ủy kết thúc, viên thành tích cuối cùng cũng nhịn được, ở trước mặt các vị thường ủy nói chuyện này ra, Nghĩa phẫn điều ưng hỏi mấy vấn đề, tôi muốn hỏi một chút, một cán bộ quốc gia ngang nhiên ở trước cửa cục công an đánh người, trong mắt anh ta có còn có đảng, có quốc pháp hay không? Anh ta đặt sự tôn nghiêm của cơ quan công an vào đâu? Loại hành vi này sẽ lưu lại ấn tượng gì trong mắt người dân? Đỗ Thiên giã nhíu mày, thằng nhóc Trương Dương này đúng là trung tâm của mọi rắc rối, ngưng nghỉ được vài ba ngày lại bắt đầu dính vào phiền phức rồi. Nhưng Đỗ Thiên Giã vẫn phải bảo vệ hắn, Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, loại chuyện này không cần thiết phải bàn trên hội thường ủy. Viên Thành Tích nói, tôi cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, không phải là bởi vì con trai tôi bị đánh, cho nên tôi chuyện bé xé ra to, là hành vi của anh ta có tính chất rất ác liệt, bội nhỏ cơ quan công an, bôi nhỏ chính phủ thành phố, thị ủy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự công tín của chính phủ chúng ta. Lúc nói câu này, y nhìn sang phía Tả Viên Chiêu, hy vọng thị trưởng Tả có thể vào lúc quan kiện đứng ra nói vài lời nhưng tả viên chiêu rất giảo hoạt, ra mặt cho viên thành tích thì cũng không sao cả, nhưng vì viên thành tích mà trở mặt với Trương Dương thì lại có chút không đáng. Trương Dương rất khó chơi, tả viên chiêu dưới tình huống không cần thiết thì sẽ không dính vào phiền phức này. Đỗ Thiên Giã nói, Phó Thị trưởng Viên nói rất có đạo lý, lát nữa tôi sẽ phê bình Trương Dương, hôm nay chúng ta đã nói tới chuyện này, tôi cũng nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Gần đây tôi nghe không ít phản ánh, nói rằng rất nhiều con cháu của cán bộ chúng ta ỷ vào chức quyền của cha mẹ, ở trong thị thành phố làm nhiều điều không hay. Tôi muốn nhắc nhở các vị ngồi đây, giữ nghiêm kỷ luật không chỉ là ước thúc tốt bản thân mà còn phải ước thúc người thân, con cháu mình. Quyền lực của chúng ta là nhân dân cấp cho, chúng ta không thể lạm dụng loại quyền lực này. Viên thành tích trầm mặc, y nghe ra là Đỗ Thiên Giã đang gõ y, nếu như y tiếp tục ôm khư khư lấy chuyện của Trương Dương, Đỗ Thiên Giã rất có thể sẽ gây khó dễ ở những chuyện khác, viên thành thích có lạm dụng quyền lực của mình hay không, có bật đèn xanh cho con mình làm bay hay không thì y là người rõ nhất. Đỗ Thiên Giã lại nói, Giang Thành muốn phát triển, trước tiên phải là một quần thể lãnh đạo đoàn kết cùng tiến lên, tôi không hy vọng ban lãnh đạo chúng ta xuất hiện bất kỳ sự mâu thuẫn và phân liệt nào, mọi người có ý kiến thì có thể nói ra ngay trước mặt nhau, tôi ghét nhất là người khác ở sau lưng dở trò mèo, Đỗ Thiên Giã tôi là người không sợ chuyện, Tôi hôm nay ở ngay trước mặt mọi người nói một câu, phàm là người muốn chia rẽ nội bộ, người muốn làm chậm tiến trình cải cách của Giang Thành, tôi đều sẽ thanh trừ người đó ra khỏi đội ngũ cán bộ Giang Thành. Câu này của gã nói như chém đinh chặt sắt, lúc nói, ánh mắt vừa hay hướng lên người tả viên chiêu. Tả viên chiêu ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút tức giận, đỗ thiên giã gần đây biến thành càng lúc càng ngông nghênh, chẳng lẽ căn bệnh này cũng có thể truyền nhiễm, gã ở cùng với Trương Dương lâu ngày, cũng bị lây cái tật xấu này rồi sau khi cuộc họp thường ủy kết thúc viên thành tích so với lúc bắt đầu họp còn ấm ức hơn con trai mình bị trương dương đánh một trận mình thì lại bị đỗ thiên giã gõ ngay trước mặt mọi người mình bị gõ là do tự mình chuốc lấy không trách được người khác y cúi đầu bước đi lúc ra khỏi cửa không cẩn thận đụng phải chủ nhiệm hội đồng nhân dân triệu dương lâm viên thành tích vội vàng xin lỗi triệu dương lâm có chút đồng tình nhìn y viên thành tích gần đầy khẳng định là gặp xui xẻo Người ta ở góc độ khác nhau thì nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, Triệu Dương Lâm sắp nghỉ hưu, tâm thái của y phát sinh rất nhiều biến hóa. Trương Dương ở phong trạch phá dối đã khiến sức ảnh hưởng thẩm khánh hoa giảm đáng kể, địa vị chính trị của Tôn Đông Cường, con rể y cũng không ngừng được đề thăng. Thay thế thẩm khánh hoa trở thành bí thư thị ủy phong trạch đã là xu thế tất nhiên, điều mà Triệu Dương Lâm cần là bình ổn quá độ, lựa chọn chung sống hòa bình với Đỗ Thiên Giã, đây chính là một chiêu diệu kỳ của Triệu Dương Lâm. Tuy Y không sợ Đỗ Thiên Giã, nhưng con trai mình còn có một con đường chính trị rất dài phải đi, Triệu Dương Lâm phải lát đường sẵn cho tôn Đông Cường. Rất nhiều người đều nhìn ra suy tính của Triệu Dương Lâm, lúc trước người dơ cao cờ phản đối Đỗ Thiên Giã là Y, gần đây người lui ra giảng hòa với Đỗ Thiên Giã cũng là Y. Bọn viên thành thích cũng từ lúc trước không có lời gì mà không nói với Triệu Dương Lâm giờ trở thành ngôn từ cẩn thận. Triệu Dương Lâm là một lão hồ ly, điều mà Y muốn chỉ là giành được lợi ích chính trị ở trình độ lớn nhất loại người này thường thường là không dễ dàng trả giá triệu dương lâm nói lập ba bị thương thế nào rồi viên thành tích nói không nặng y nhớ ra triệu dương lâm là phó tổng chỉ huy kiến thiết sân bay mới nói ra cũng là thưởng cấp của trương dương liền lộ ra vẻ tức giận nói chủ nhiệm triệu ông nói xem thế này là sao hắn chạy tới cửa cục công an đánh người rốt cuộc là có kỳ cương quốc pháp nữa không triệu dương lâm cười nhạt nói người trẻ tuổi khó tránh khỏi xung động chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự giải quyết, chúng ta già cả thế này rồi, nhúng vào làm gì? Viên thành tích nghe mà thấy càng bực hơn, thầm nghĩ người mà Trương Dương đánh là con trai tôi, nếu là đánh con rể ông, tôi không tin ông còn thản nhiên được như vậy. Triệu Dương Lâm nhìn ra suy nghĩ của viên thành tích, thở dài, nói, giữa đồng chí với nhau câu thông rất quan trọng, sản sinh hiểu lầm là khó tránh khỏi, chỉ cần giải thích rõ là được thôi. Viên thành tích nói, chẳng lẽ nói đạo lý được với hắn chắc. Trừ phi là heo nái biết leo cây. Triệu Dương Lâm bật cười, chỉ cần chọn đúng phương pháp, bất kỳ ai cũng có thể câu thông được. Viên Thành Thích sau khi suy đi tính lại, vẫn quyết định gặp mặt Trương Dương để câu thông một chút. Trương Dương đã lên tiếng rồi, nếu gặp Viên Lập Ba ở đâu thì sẽ đánh ở đó. Viên Lập Ba tuy ngoài miệng nói là không sợ, nhưng trong lòng thì không phải vậy. Viên Thành Thích từ sâu trong ánh mắt của con trai đã cảm giác được sự sợ hãi của gã. Viên lập ba thậm chí còn có ý định dừng sinh ý ở đây, tới Hải Nam làm việc, nhìn con trai bị bước tới mức này, viên thành tích cũng đau lòng lắm. Kỳ thực viên lập ba rơi vào cảnh này cũng là báo ứng, trước đây gã ỷ ông già mình là phó thị trưởng, sư phụ lại là chủ tịch hiệp hội hình ý quyền, trong hắc bạch lưỡng đạo đều uy phong vô cùng, nhưng lần này gã chọc phải trương dương, vũ lực cá nhân hay là thực lực tổng hợp đều rơi vào thế hạ phong. Cơ hội để viên thành tích gặp mặt Trương Dương vẫn là nhờ Triệu Dương Lâm tạo cho, viên thành tích mượn cơ tìm hiểu về sự phát triển quy hoạch nông nghiệp ở xung quanh sân bay mới mà tìm tới văn phòng của Triệu Dương Lâm. Trương Dương vừa hay đang ở đây bàn công tác với Triệu Dương Lâm, thế là liền có cơ hội gặp mặt ngẫu nhiêu do Triệu Dương Lâm an bài. Trương Đại Quan Nhân thấy viên thành tích thì vẫn biểu hiện rất khách khí, mỉm cười nói chào viên thị trường. Viên thành tích trong lòng thầm nghĩ, chào cái cục cứt, sắp con mẹ nó bị mày làm cho tức chết rồi đây này. Nhưng ngoài mặt thì vẫn cố nặn ra một nụ cười, ô trùng hợp thế, cậu cũng ở đây à? Trương Dương nói, có gì mà trùng hợp đâu, tôi tới tìm lãnh đạo để báo cáo công tác. Triệu Dương Lâm cười nói, các vị nói chuyện trước đi, tôi tới chỗ bí thư đỗ một chuyến. Thành tích, Tiểu Trương, trưa nay đừng đi đâu nhé, Đông Cường từ phong trạch tới họp, trưa nay chúng ta tới sở chiêu đại ăn một bữa. Nói xong liền đi ra ngoài. Trương Đại Quan Nhân thấy cục thể ở trước mắt thì sao mà không hiểu, Triệu Dương Lâm rõ ràng là đang đóng vai người trung gian hòa giải, sáng tạo cơ hội để hắn và viên thành tích câu thông với nhau trương dương cười nói thị trường viên gần đây đang bận việc gì vậy viên thành tích bị hắn hỏi cho mà sôi cả máu còn bận cái rắm gì nữa bận giải quyết chuyện con trai tao bị mày đánh nhưng những lời này thì không thích hợp nói ra viên thành tích bảo bận thu hoạch vụ mùa ngày mùa sắp tới rồi trương dương gật đầu nói nông nghiệp là cơ sở phát triển sản xuất thị trường viên cực khổ rồi Viên Thành Tích nói, Trương Dương, à, tôi nghe nói cậu và lập ba nhà tôi có chút mâu thuẫn. Trương Dương nói, cũng không phải là mâu thuẫn lớn gì, có thể là chút hiểu lầm thôi. Viên Thành Tích nói, có gì hiểu lần thì các cậu có thể ngồi xuống nói cho rõ mà, nếu như nói không rõ thì có thể tìm tôi nói chuyện, không cần phải như là kẻ thù với nhau, để người ngoài cười cho. Trương Dương nói, thị trưởng Viên có ý gì vậy? Sao tôi nghe mà không hiểu gì cả? Viên Thành Tích trong lòng mắng thầm, giả vờ cái gì cơ chứ. Nhưng trên mặt thì vẫn tươi cười, nói, lập ba thích kết giao bạn bè, tam giáo cửu lưu trên xã hội người nào nó cũng quen, cho nên trong đây có một số phần tử bất lương là điều khó tránh khỏi, có điều tính tình của nó không phải là xấu, chuyện đánh nhau đấu ngoan nó làm không ít, nhưng mấy chuyện trộm gà bắt chó tôi nó trước giờ chưa từng làm bao giờ. Trương Dương mỉm cười, nói thị trường viên nói tôi đổ oan cho cậu ấy à viên thành tích nói kỳ thực trong thiên hạ không có chuyện này là không nói rõ được trương dương gật đầu được rồi ông bảo viên lập ba có rảnh thì tới gặp mặt tôi chuyện hai chúng tôi chúng tôi sẽ giải quyết riêng với nhau nói xong hắn đứng dậy tôi còn có việc đi trước đây viên thành tích thấy thái độ của hắn cứng rắn như vậy dẫn đến thất điên bát đảo chỉ gật đầu không nói gì nữa trương dương sau khi đi không lâu triệu dương lâm bước vào sao nói chuyện ổn chưa Viên Thành Tích nói, hắn muốn giải quyết riêng với lập ba. Triệu Dương Lâm nói, chuyện nhỏ thôi mà, đừng để trong lòng, đi, trưa nay cùng nhau ăn cơm. Viên Thành Tích chẳng lấy đâu ra tâm tình mà ăn uống, đứng dậy nói, tôi không tin hắn còn dám khi phụ lập ba nữa, tôi cùng lắm là không làm phó thị trường, cũng phải nói chữ lý với hắn. Triệu Dương Lâm nhìn Viên Thành Tích hậm hực bước ra ngoài văn phòng, không khỏi lắc đầu, bảo vệ con cái là thiên tính của cha mẹ, viên thành tích có biểu hiện này cũng không có gì là lạ. Trương Dương rõ ràng là muốn mượn chuyện này để làm khó viên thành tích. Triệu Dương Lâm nghĩ xa hơn, chuyện này chẳng lẽ là thụ ý của Đỗ Thiên Giã ư? Y lại gọi điện thoại cho Trương Dương, mời Trương Dương trưa nay đi ăn cơm. Trương Dương dù sao cũng vẫn phải nể mặt Triệu Dương Lâm, thế sự vô thường, đổi lại là một năm trước, hắn không thể nào cùng hai bố con Triệu Dương Lâm ngồi ăn cơm chung, nhưng hiện tại bọn họ không những ngồi cùng nhau, hơn nữa còn nói chuyện rất vui vẻ. Trương Dương cười nói, thị trường tôn sao lại rảnh tới đây vậy? Tôn Đông Cường nói, về tham gia cuộc họp chuẩn bị thu hoạch vụ mùa, họp mất cả buổi sáng. Trương Dương nói, năm nào cũng là màn này, nội dung của hội nghị có sáng ý gì không? Triệu Dương Lâm nói, công tác chính trị vốn là khô khan vô vị mà. Y lại quay về đề tài vừa rồi, Tiểu Trương, cậu cùng Phó Thị trưởng Viên nói chuyện gì vậy? Trương Dương cười nói, nếu biết trước ông làm trung gian giảng hòa thì tôi không tới đâu. Triệu Dương Lâm cười ha ha, nói, đều là đồng chí với nhau thì có gì mà không nói rõ được chứ, phó thị trưởng viên là lão đồng chí, người ta cũng rất có thành ý giải quyết vấn đề mà. Tôn Đông Cường cũng nghe bố vợ nhắc chuyện gì, gã đối với chuyện mà Trương Dương làm ra chẳng thấy hiếu kỳ gì cả, mà còn thầm cảm thấy may mắn, may mà mình không đến nỗi phải đứng đối lập với Trương Dương nếu không quyền đầu của thằng ôn này kiểu gì cũng dáng xuống người mình. Trương Dương nói, phó thị trưởng viên có chút chuyện bé xé ra to rồi, kỳ thực tôi cũng không định so đo tính toán với viên lập ba đâu, chuyện trộm xe cho dù là tôi không truy cứu thì gã cũng không thể giả vờ như không liên quan, nói sao cũng phải xin lỗi tôi một tiếng chứ. Triệu Dương Lâm trong lòng thầm nghĩ, tới hiện tại vẫn chưa có chứng cứ chứng minh xe nhất định là viên lập ba trộm, cậu dựa vào gì mà bắt người ta xin lỗi, nhưng triệu dương lâm cũng không nói suy nghĩ trong đầu mình ra dẫu sao thì trong chuyện này y cũng chỉ là một người bàng quan triệu dương lâm nói tiểu trương à sắp mở đại hội gọi thầu công trình sân bay mới rồi chúng ta nên đặt tinh lực vào chuyện này đừng bận tâm đến những việc khác trương dương cười nói tôi biết rồi nể mặt ngài tôi không tính toán với viên lập ba nữa triệu dương lâm mỉm cười lắc đầu y có chút hối hận vì đã sắm vai người giảng hòa mâu thuẫn không hóa giải mà mình lại thành thiếu trương dương một nhân tình. Tôn Đông Cường nói, công trình di rời lương gia bình tiến triển rất thuận lợi, người dân đều chuyển đi gần xong rồi, chắc trong một tuần là có thể hoàn thành toàn bộ. Trương Dương gật đầu, nói, may mà có sự nỗ lực của thị trường Tôn cho nên công trình di rời mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Tôn Đông Cường cười nói, di rời thuận lợi như vậy không phải là công lao của tôi, nếu không phải là cậu dùng vũ lực chinh phục lương gia bình, Chúng tôi thật sự là cũng không nghĩ ra được cách gì. Triệu Dương Lâm không khỏi cười nói, vũ lực quả thật là có thể làm được nhiều việc, nhưng vũ lực cũng không phải là vạn năng. Thân là cán bộ quốc gia, trước tiên phải nghĩ tới dùng đức phục người. Trương Dương nghe ra câu này của Triệu Dương Lâm là có ý nhắc khéo mình, mỉm cười nói, lấy đức phục người cũng phải phân đối tượng, anh nếu giảng đạo lý với người thấu tình đạt lý thì người ta sẽ phục, nhưng anh nếu như gầy đàn cho châu nghe Vậy thì người đó không thể nào hiểu được đâu, cho nên đối với Châu thì biện pháp tốt nhất là dùng đòn roi." Triệu Dương Lâm mỉm cười không nói gì, đạo làm quan sử thế này của Trương Dương chắc chỉ dùng được với hắn thôi, người khác không học được, vận mệnh của thằng Ôn này là có được bối cảnh cường đại, đồng thời cũng có vũ lực siêu mạnh. Tôn Đông Cường nói, sắp thu hoạch vụ mùa rồi, cán bộ phong trạch đều được động viên, nghĩ tới anh phải phụ trách công tác xây dựng sân bay mới. Thị Lý lần này không phân phái nhiệm vụ cụ thể cho anh, anh vẫn tiếp tục phụ trách công tác chiêu thương dẫn tư đi. Trương Dương cười nói, phó thị trưởng như tôi đây kỳ thực chỉ là trang trí. Tôn Đông Cường nói, sau khi anh tới Phong Trạch đã làm được rất nhiều việc, thế chế Phong Trạch trước đây từ khí âm trầm, hiện tại đã mới mẻ hơn nhiều. Trương Dương cười nói, kỳ thực người ta tuổi tác lớn rồi thì sẽ bị sơ cứng, tư tưởng mà sơ cứng thì khó có thể thích ứng được với sự biến hóa cải cách vật đổi sao rời. Câu này của hắn là nói thẩm khánh hoa, nhưng sau khi nói xong mới ý thức được Triệu Dương Lâm vẫn ở bên cạnh, câu nói này chắc khác nào cũng ám chỉ cả lão đồng chí Triệu Dương Lâm. Trương Dương có chút xấu hổ giải thích, chủ nhiệm Triệu, tôi không phải là nói ngài đâu. Triệu Dương Lâm biểu hiện rất giống rãi, y cười nó, tôi công nhận câu nói này của cậu, người ta tuổi tác lớn rồi thì phương diện đầu óc sẽ không còn được linh hoạt, ai cũng nói lão đồng chí thì có kinh nghiệm, kỳ thực đa số người theo sự bảo thủ lại tạo thành cái gọi là kinh nghiệm. Tôi bội phục nhất là Bí thư tỉnh ủy Tiền Nhiệm Cố Doãn Chi, ông ta thân ở nơi cao mà lại làm được tới mức không mê luyến quyền lực, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, trong những vị quan to mà tôi biết cũng chỉ có mình ông ta là có được loại tâm cảnh này." Trương Dương nói, "Bí thư Cố quả thực là bá lực phi thường, thân ở vị trí cao mà có thể chân chính lui xuống được, thật là hiếm có." Triệu Dương Lâm mỉm cười, "Tôi cũng nên về hưu rồi, tương lai của Giang Thành đều phải nhờ vào đám trẻ tuổi các cậu." Trương Dương nói, chủ nhiệm Triệu còn có cơ hội mà, nói không chừng còn được lên tỉnh ủy làm mấy năm. Triệu Dương Lâm hiểu rằng Trương Dương chỉ nói đùa thôi, cười ha ha bảo, mệt rồi, thật sự là không muốn làm nữa, tôi ngồi ở vị trí cao như vậy thì cơ hội của đám thanh niên các cậu đã ít lại càng ít. Trương Dương cười tủm tỉm, nói, vậy chủ nhiệm Triệu về hưu rồi, để thị trường tôn tiếp nhiệm chức của ngài. Nước phù sa của chúng ta không thể để chảy vào ruộng người ngoài được. Ra mặt tôn đông cường có chút nóng lên, thằng ôn trương dương này đúng là ăn nói không lưu tình triệu dương lâm thì bật cười trương dương đây là nói đùa đầy thiện ý có thể ở trước mặt họ nói ra những lời này chứng tỏ sự cố kỵ giữa trương dương và họ đã được tiêu trừ đây là một chuyện tốt bọn họ ăn xong liền cùng nhau rời khỏi nhà ăn gặp được chủ nhiệm chính nghiệp mã ích dân và phó thị trưởng tiếu minh cũng ăn xong đi ra bọn họ mỉm cười chào hỏi triệu dương lâm sau đó nhìn dõi mắt nhìn họ rời đi tiếu minh nhìn bóng lưng của triệu dương lâm không khỏi thở dài. Mã ích dân biết y vì sao lại thở dài, cười nói, hướng gió đổi nhanh thật. Y cũng rất cảm thấy bất mãn với triệu dương lâm. Tiếu Minh cũng vậy, y đầy cảm khái, nói, khứu giác chính trị thật sự là không che đậy được. Ở sâu trong lòng Tiếu Minh có chút hối hận, lúc Đỗ Thiên Giã mới tới Giang Thành, y từng có cơ hội đứng trong trận doanh của Đỗ Thiên Giã, nhưng sự biến đổi của cao tầng tỉnh ủy khiến trong lòng y nảy sinh biến ý, về sau lại bị đám người Triệu Dương Lâm kéo vào trong trận doanh của họ. Y sở dĩ lựa chọn gia nhập trận doanh của họ, chủ yếu là bởi vì quan hệ của Triệu Dương Lâm và bí thư tỉnh ủy tân nhiệm Kiều Trấn Lương, theo sự gia nhập của tả viên Chiêu, trận doanh của bọn họ lớn chưa từng có, thậm chí còn có lực lượng ngang ngửa với Đỗ Thiên Giã. Nhưng ai ngờ Triệu Dương Lâm, người đầu tiên dựng lên trận doanh này lại thối lui sớm như vậy. Tiếu Minh rất bực bội, sự phản cảm của Đỗ Thiên Giã đối với Y đã viết lên mặt rồi, tới hiện giờ y mới hiểu một đạo lý, đám người Triệu Dương Lâm và Tả Viên Chiêu đều có một đức tính, cái mà bọn họ muốn là đoạt được lợi ích chính trị một cách lớn nhất, cho dù bọn họ móc nối được với bí thư tỉnh ủy thì sao? Đó là quan hệ của họ, bọn họ chỉ biết mò vợt lợi ích cho bản thân họ mà thôi, không thể nào tới lượt tiếu minh y. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương căn bản là không thèm để ý tới một phó thị trưởng thành phố nho nhỏ như y. Tiếu Minh cảm giác mình bị lợi dụng, nhưng trong chính trị rất nhiều chuyện một khi chọn sai rồi, muốn quay đầu lại là rất khó. Tiếu Minh lại nghĩ tới lần trước Trương Dương bởi vì chuyện của căn nhà gỗ mà bị người ta tố cáo, chuyện đó không liên quan gì tới Tiếu Minh y, nhưng người khác lại đổ lên đầu y, đất là y cấp cho Trương Dương, Trương Dương không hoài nghi y thì hoài nghi ai. Mã Ích Dân nói, sân bay mới là một chính tích tốt. Tiếu Minh nghe y nói vậy, càng thấy đau khổ, Đỗ Thiền Giã đã đề xuất y giao công tác lãnh đạo khu khai phá ra, khu khai phá bổ nhiệm thêm chủ nhiệm hội quản ủy, là cán bộ mà Đỗ Thiên Giã chọn, như vậy chẳng khác nào là trong tay y không có thực quyền, một bước sai thua cả bàn, xem ra trong mấy năm tại nhiệm của Đỗ Thiên Giã, mình khó mà phát triển được. Các tập đoàn, các công ty lớn tham gia bỏ thầu sân bay mới đều lục đục kéo tới Giang Thành, sau khi những người này tới, điều phải làm trước tiên là phải câu thông quan hệ với người phụ trách hạng mục sân bay, Trương Dương và Triệu Dương Lâm đương nhiên là trung tâm được mọi người chú ý. Trương Dương và Triệu Dương Lâm trước chuyện đã ước định rõ, bất kể là thân cận hay là xa lạ, bất kể là ai tới, trước khi gọi thầu chính thức bắt đầu, bọn họ sẽ không giao lưu với một ai cả. Nhưng các đại biểu tới tham gia đấu thầu vẫn không ngừng tới văn phòng của họ để bái phòng. Triệu Dương Lâm vì muốn được yên tĩnh nên dứt khoát tắt luôn di động, tìm chỗ để trốn. Y nhìn rất thấu triệt, vốn là kiến thiết sân bay mới lần này không có việc của Y, Đỗ Thiên Giã kéo Y vào là có tính chất dẫn ra pháp trường, y không nghe không hỏi là tốt nhất. Trương Dương thì tới bộ chỉ huy hiện trường sân bay ở Lương Gia Bình, cho dù là trốn xa như vậy, song vẫn có thương nhân không ngừng tới. Trương Dương giao hết công tác tiếp đãi cho Phó Trường Trinh, mình thì cùng Thường Lăng Phong dẫn đốc công Nhật Bản Quy Điều Hạo Nhị vừa tới Giang Thành đến hiện tường thi công sân bay. Quy Điền Hạo Nhị có thân hình khôi ngô hiếm thấy ở người Nhật Bản, thân hình cao 1m9, so với Trương Dương thì mạnh hơn không ít, nghe nói thằng cha này là một cao thủ không thủ đạo mày rậm mắt to dâu quay nón, y từng nhiều lần tham gia xây dựng sân bay, thường Lăng Phong mời y tới mục đích chủ yếu là vì vấn đề giữ vững chất lượng phương diện sân bay, để mời được y cũng phải chi một khoản tiền thù lao không nhỏ, lương tháng là 20.000 đô la, căn cứ theo những gì mà thường Lăng Phong nói, cái gì này là giá hữu nghị lắm rồi. Quy Điền Hạo Nhị rất ít nói, tới hiện tường thì ngồi xuống nhón một nắm đất, miết miết trong tay, sau đó để đất rơi xuống, theo gió bay đi. Quỷ Điền nói, thị trường trương, trừ tiền lương ra, tôi sẽ chế định một số chế độ quy tắc, phàm là những nhân viên công tác tham gia kiến thiết sân bay mới đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Y trước đây từng sống một đoạn thời gian ở Trung Quốc, cho nên nói tiếng Trung rất tốt. Trương Dương nói, điều này nên làm mà, không có chế độ quy tắc nghiêm ngặt thì không thể làm được việc với hiệu suất cao. Quy Điền Hạo Nhị nói, tôi muốn toàn trình tham gia hội gọi thầu, đối với tư chất của họ phải thẩm hạch nghiêm ngặt, thương gia không phù hợp với tiêu chuẩn nhất định phải thanh trừ trương dương nói tôi cầu còn không được nữa là đối đãi với những người này ngàn vạn lần đừng khách khí quy điền hạo nhị gật đầu nói tuần này tôi sẽ hoàn tất thẩm hạch tư liệu về những xí nghiệp thương gia tham gia đấu thầu người không phù hợp với điều kiện đào thải trước luôn hội gọi thầu không cần họ tham gia trương dương nói tôi sẽ giao quyền lực trong chuyện này cho anh anh cứ phóng tay mà làm quy điền hạo nhị gật đầu một mình men theo con đường nhỏ ở phía trước mà bước đi Trương Dương và Thường Lăng Phong đều không đi theo, Trương Dương nhìn Thường Lăng Phong một cái, nói tên Nhật Bản này được việc chứ. Thường Lăng Phong cười nói, yên tâm đi, nhất định không có vấn đề, có điều có chuyện tôi phải nói trước, tính tình của Quy Điền Hạo Nhị rất nghiêm túc, làm việc kỹ lưỡng, sau này cả công trường sân bay là khu công tác của Y, bất kỳ ai tiến vào khu công tác cũng đều phải phục tùng Y, nếu như anh ngay cả điểm này cũng không làm được thì tốt nhất là sớm để Quy Điền Hạo Nhị đi đi, nếu không sau này khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Trương Dương cười nói, tôi thích người nghiêm túc, trên công tác cần phải có loại thái độ cẩn thận tỉ mỉ này. Quy Điền một mình khảo sát hơn 2 tiếng ở khoảng đất trống, Trương Dương và Thường Lăng Phong thì đứng ở đằng xa nhìn, cho tới khi mặt trời ngả về Tây, Quy Điền hạo nhị mới từ xa chậm rãi quay về, trên PDA mà y mang theo đã ghi chép rất nhiều con số quan trọng. Trương Dương cười nói, thế nào, tiến sĩ Quy, thằng ôn này bỏ bớt chữ Điền, Quy Điền biết thành Quy, may mà người Nhật Bản cũng không ý kỵ gì chữ này, Quy Điền gật đầu, nói, rất tốt, mảnh đất này rất thích hợp để xây dựng sân bay. Thường Lăng Phong nói, sau khi hội gọi thầu kết thúc sẽ chính thức khởi công. Quy Điền nói, cái mà tôi phụ trách là vấn đề có tính kỹ thuật, tôi chỉ cần đảm bảo hiệu suất công tác sân bay được ổn định, chất lượng an toàn phù hợp với tiêu chuẩn, những việc khác thì tôi sẽ không hỏi. Nhưng trong phạm vi mà tôi phụ trách, tôi muốn có quyền phát ngôn tuyệt đối. Trương Dương nói, ok. Ba người quay về bộ chỉ huy, Thấy hơn 10 chiếc xe hào hào đỗ ở trước nhà, sắc mặt của Quy Điền lập tức biến đổi, y lao tới phòng thường trực, gầm lên với những bảo vệ phụ trách giữ cửa, ai bảo anh cho họ vào. Chẳng lẽ anh không biết, trừ xe nội bộ của bộ chỉ huy ra, những xe khác đều không được vào ư? Hai bảo vệ của phòng thường trực bị tên Nhật Bản này dọa cho giật nảy mình, thằng ôn này trông to con như vậy, bộ dạng hầm hầm tức giận quả thật là có mấy phần sát khí. Trương Dương ước tới, nói với hai người bảo vệ, đây là tiến sĩ Quy Điền phụ trách chất lượng công trình sân bay. Hắn cũng lấy làm lạ vì Quy Điền lại hầm hầm nổi giận như vậy, Quy Điền bị sao thế? Quy Điền chỉ vào những điều cần phải biết về chế độ thăm hỏi được ghi ở cửa phòng thường trực, bên trên quả nhiên có một điều, xe ngoài được phép vào trong, nói ra thì vẫn là chế độ điều lệ mà Trương Dương đã chế định. Quy Điền nói, đã chế định chế độ rồi thì phải tuân thủ. Trương Dương gật đầu, không ngờ tên Nhật Bản này lại nghiêm túc như vậy phó trường trinh mặt mày ảo não ngồi trong văn phòng trên salon có hơn chục người đang ngồi toàn là tới tìm trương dương trong đó còn có lương thành long của tập đoàn phong dụ phương văn đông của tập đoàn thịnh thế bọn họ đều là bạn bè người quen của trương dương đuổi ai đi cũng dở trương dương bước vào văn phòng nhìn thấy người ngồi đầy phòng nói các anh làm cái gì vậy đều là chạy tới chỗ tôi đòi ăn cơm chùa hà. lương thành long vừa mới tới gã cười nói, còn không phải là tìm cậu để giao lưu sao. Đấu thầu sắp bắt đầu rồi, chúng tôi muốn cầu thông với chỉ huy Trương để hiểu về một số tình hình cụ thể. Trương Dương mặt đầy vẻ công việc, nói tình hình cụ thể đều in trên giấy rồi, các anh ở chỗ tôi chỉ tổ mất thời gian thôi, chuyện này tôi nói không được. Có điều đã tới rồi thì tôi cũng không thể để anh ai tới vô ích, cái biển mà tôi viết ở cánh cửa bên trái các anh có thấy không? Tất cả mọi người đều lắc đầu, có người hiếu kỳ ra ngoài xem, bên trên viết nơi quản lý chất lượng công trình. Trương Dương nói: "Các anh muốn tham gia đấu thầu, vậy thì đi tìm Tiến sĩ Quy, đó là quản đốc Nhật Bản mà tôi mời tới, tư chất và trình độ thi công của các anh rốt cuộc có thể được thông qua hay không thì đều giao cho ông ta quyết định, trước tiên đi tìm hiểu đi." Trương Dương vừa nói vậy, không ít người đứng dậy đi tìm Quy Điền. Lương Thành Long và Phương Văn Đông đều không đi, Lương Thành Long nói: "Thị trưởng Trương Cậu mời cả quỷ Nhật Bản tới à?" Trương Dương cười nói, "Tôi gọi đây là tăng tiến giao lưu trung nhật." Lương Thành Long nói, "Tan làm tôi ở ngoài xe đợi cậu." Trương Dương gật đầu, nói, "Anh lái xe ra ngoài đi, sau này được phép đi vào bộ chỉ huy nữa." Lương Thành Long cười khổ, gật đầu rồi quay người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Phương Văn Đông, Trương Dương mỉm cười nhìn Phương Văn Đông, nói, "Phương tiên sinh, có chuyện gì vậy?" Phương Văn Đông nói: "Thị trưởng Trương, anh tôi viết một bức thư cho anh." Trương Dương gật đầu, Phương Văn Đông bước tới giao cho Trương Dương bức thư mà Phương Văn Nam tự tay viết, sau khi hoàn thành chuyện này, lập tức bỏ đi, không tiếp tục ở lại nữa. Trương Dương mở bức thư đó ra, Phương Văn Nam là viết thư ở trong tù, trong thư nhắc lại tình cảnh lúc ở chung với Trương Dương. Trương Dương nhớ lại quá khứ mà trong lòng cũng không khỏi cảm khái, nhớ lúc trước Phương Văn Nam phú giáp một phương Tập đoàn Thịnh Thế của y ở Giang Thành là xí nghiệp dân doanh số 1 số 2, nhưng một loạt những biến cố khiến y từ đỉnh cao của nhân sinh trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Hiện tại lại thành một tù nhân, từ trong thư có thể nhìn ra Phương Văn Nam đã có lại đấu trí, y muốn Trương Dương cho tập đoàn Thịnh Thế một cơ hội. Trương Dương đọc xong phong thư, trong lòng cảm thấy hơi nặng nề, hắn thủy chung cảm thấy thương xót cho vận mệnh của Phương Văn Nam, từ sau khi Phương Văn Nam vào tù, sinh ý của tập đoàn Thịnh Thế ngày một đi xuống. Để phần tình bạn bè ngày trước, Trương Dương quả thực là nên cho họ một cơ hội. Chương 449, Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Lương Thành Long đã đợi đến mức sốt ruột ở bên ngoài rồi, liền gọi điện thoại cho Trương Dương. Trương Dương cầm điện thoại lên, nói anh tới phong trạch trước đi, tối nay tôi sẽ về khách sạn Bạch Lộ, anh gọi chút thức ăn đợi tôi. Hiện tại chính là lúc mẫn cảm, hắn cũng không muốn cùng ra ngoài với Lương Thành Long để tránh điều dị nghị lúc trương dương rời khỏi văn phòng thấy thường lăng phong cùng quy điền hạo nhị vừa tống cổ được đám nhà thấu tới để tìm hiểu tình huống đi xong thường lăng phong cười khổ nói anh tự tại nhỉ còn chúng tôi sắp bị họ khiến cho phiền chết đến nơi rồi trương dương cười nói buổi tối cùng đi ăn cơm nhé tôi mời thường lăng phong cũng muốn về phong trạch có điều hắn lại không có hứng thú với ăn uống lắc đầu nói anh hiểu tôi mà tôi ghét nhất chính là rượu chè loại chuyện này đừng tìm tôi Trương Dương nói, tiến sĩ quy ngày đầu tiên tới đây, thân là địa chủ tôi nói sao cũng phải đón gió tẩy trần cho ông ta, tối nay anh nhất định phải đi. Thường Lăng Phong trưng cầu ý kiến của Quy Điền Hạo Nhị, Quy Điền Hạo Nhị vừa hay có một số ý kiến muốn thương lượng với Trương Dương, thế là liền nhận lời mời của hắn. Quy Điền Hạo Nhị hiện tại sử dụng xe Toyota mà Thường Lăng Phong đưa cho y, Thường Lăng Phong lên xe pick-up của Trương Dương, Quy Điền Hạo Nhị thì đi ở phía sau họ. Trương Dương từ kính chiếu hậu nhìn một cái, mỉm cười nói, Lăng Phong, thằng cha này không thích cười đùa. Thường Lăng Phong nói, anh cho rằng người khác cũng như anh à, cả ngày cợt cợt nhả nhả. Trương Dương nói, đám người vừa rồi thế nào? Thường Lăng Phong cười thần bí, loại chuyện này giao cho Quy Điền là tìm đúng người, nguyên tắc cá nhân của y rất mạnh, vừa rồi đã đuổi ba thương nhân xây dựng tới tranh thầu đi rồi. Trương Dương nói, đừng có đuổi vội, đợi tranh thầu xong rồi hẵng đuổi người nhiều thì cũng náo nhiệt hơn mà. Thường Lăng Phong nói, anh muốn làm việc hay là muốn chơi? Muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Bọn họ ngay cả tư cách tranh thầu cũng không có, giữ lại thì vàng thao lẫn lộn cũng chẳng có ý nghĩa gì, và lại đại hội tranh thầu của chúng ta còn phải chiêu đãi, cái loại tới ăn chùa này đuổi đi sớm là tốt nhất. Hai người vừa đi vừa nói, trên đường Trương Dương bảo Thường Lăng Phong gọi Trương Duệ Dung tới, thuận tiện gọi luôn cả Cục trưởng Cục Công an Phong Trạch Trình Diễm Đông và Khưu Kim Trụ tới hai người này hiện tại đều là vũ khí của Trương Dương, chỉ cần Trương Dương gọi điện thoại, chuyện có lớn hơn nữa bọn họ cũng gác sang một bên. Lương Thành Long đã chuẩn bị rượu thịt ở khách sạn Bạch Lộ rồi, chỉ đợi bọn họ tới nữa tôi. Biết rằng Quy Điền hạo Nhị cũng tới, còn đặc biệt chuẩn bị một thùng rượu riêng cho y. Phó giám đốc khách sạn Lữ Yếu biết là bữa tiệc của Trương Dương, đặc biệt dặn dò đầu bếp làm thức ăn ngon nhất. Xe pick-up của Trương Dương vừa tới khách sạn, Lữ Yến đã đứng ở ngoài cửa nhà ăn đội rồi. Trương Dương bước nhanh tới trước cửa nhà ăn, cười nói có cần long trọng vậy không, tôi đã coi khách sạn Bạch Lộ là nhà của mình rồi, về tới nhà rồi tôi không hy vọng nhìn thấy sự khách khí như vậy. Lữ Yến cười nói, thị trưởng Trương lâu rồi chưa về nhà, hôm nay các anh tới rất đúng lúc, hôm nay vừa mới mua vào không ít thủy sản tươi của Hồ Phong Trạch, đầu bếp đang chuẩn bị. Trương Dương gật đầu, nói, lương tổng tới chưa? Lữ Yến nói, đang đợi trong phòng số 1 rồi. Trương Dương nói, đợi lát nữa trưởng khoa Trương cũng tới, cô cũng uống mấy chén, cô ấy cũng cần có bạn. Lữ Hiến gật đầu, dẫn bọn họ vào trong phòng, Lương Thành Long cười ha ha đứng dậy, nhìn thấy nhiều người tới như vậy, gã giả vờ giả Việt chia tay ra, thị trưởng Trương Đại Giá Quang Lâm, Lương Mỗ vô cùng vinh hạnh. Trương Dương cười nói, đừng có làm trò nữa, ở đây không có người ngoài, anh bỏ cái giọng hư ngụy đó đi. Lương Thành Long cười ha ha, gã tuy đã nghe danh của Quy Điền Hạo Nhị, nhưng tiếp xúc ở cự ly gần vẫn là lần đầu tiên, gã chia tay về phía Quy Điền Hạo Nhị, Trương Dương ở bên cạnh giới thiệu tiến sĩ Quy. Lương Thành Long mắng thầm thằng ôn này bố láo quá, người ta họ Quy Điền, hắn lại trực tiếp rút ngắn đi thành tiến sĩ Quy, may mà vị tiến sĩ Quy này đã tiếp nhận cách xưng hô của Trương Dương, bắt tay với Lương Thành Long, dùng tiếng Hán Thành Thạo nói tôi đã đọc qua tư liệu về công ty của anh rồi. Công ty của các anh có thể nói là rất khá. Lương Thành Long cười nói, đương nhiên rồi, Tôi dám nói rằng ở Bình Hải nếu như án chiếu theo thực lực tổng hợp mà xếp hạng thì công ty xây dựng phong dụ của chúng ta xếp trong ba thứ hạng đầu. Quy Điền Hạo Nhị nói, xếp hạng không đại biểu cho thực lực, cho dù là công ty xây dựng xếp thứ ba thế giới thì cũng sẽ làm ra những công trình chất lượng kém. Theo như tôi biết, sự kiện khán đài sân vận động Đông Giang có chút liên quan tới Lương Tiên Sinh. Lương Thành Long ngây ra, nhìn về phía Trương Dương, thằng cha Nhật Bản này đúng là nói những thứ không nên nói, y sao mà biết được nhỉ chẳng lẽ là trương dương nói cho y trương dương có chút vô tội nói không liên quan gì tới tôi cả đó là tiếng xấu của bản thân anh đồn xa thôi lương thành long cười ha ha nói đó là công trình phân bao của một công ty nhỏ không liên quan gì tới tôi cả quy điền hạo nhị nói đừng cho rằng phân bao rồi thì không có trách nhiệm các anh vẫn phải chịu trách nhiệm giám sát trong kiến thiết sân bay mới tôi quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra lương thành long cười hắc hắc nụ cười ít nhiều có chút xấu hổ. Lúc này Trình Diễm Đông và Khưu Kim Trụ cũng tới rồi, Lương Thành Long mời mọi người vào bàn, thằng cha Nhật Bản này không dễ đối phó, xem ra đã nghiên cứu về công ty của mình rồi, cần phải đối đãi cẩn thận. Trương Duệ Dung là người tới muộn nhất, cô ta vừa tới đã bắt đầu oán thán, thị trường Trương, anh kéo Thường Lăng Phong tới sân bay mới, chuyện của phía trường học đều dồn cả vào tôi, tôi mấy ngày nay mệt tới sắp chết rồi trương dương cười nói cố thêm mấy ngày nữa đi thị lý lập tức sẽ điều chỉnh ban để tôi và lăng phong gần đây phải bận hội đấu thầu người trong giới giáo dục mà tôi tín nhiệm chỉ còn lại cô cô không giúp thì ai giúp đây trương duệ dung nói ban quản lý mà an tiểu thư mời vẫn chưa tới thật sự hy vọng bọn họ tới sớm một chút lúc đó thì tôi có thể giao hết những việc vụn vặt trong tay ra rồi trương dương nói đối với công tác không thể tiêu cực như vậy được cô nhìn đồng chí Lăng Phong kia, giác mộ đảng của người ta cao thế cơ mà. Trương Duệ Dung nói, anh ta sinh ra đã có số bị anh khi phụ rồi, cả đời này anh là huyện Thái gia còn anh ta là sư gia bên cạnh anh. Câu này khiến tất cả mọi người đều bật cười. Khưu Kim Trụ nói, vậy thì chúng tôi là bộ khoái bên cạnh huyện Thái Gia. Trình Diễm Đông cười nói, thị trường trương đời này ít nhất cũng phải là đại lý tự khanh, làm huyện Thái Gia thì nhỏ quá. Trương Duệ Dung nói, đám người làm công an các anh rất biết vỗ mông ngựa đó. Câu này khiến cho Trình Diễm Đông và Khưu Kim Trụ xấu hổ không thôi, thường lăng phong lặng lẽ kéo kéo ngón tay cô ta, cô bé này nói năng chả suy nghĩ gì cả. Có điều những người ngồi đây đều quen nhau, không ai để ý tới lời của Trương Duệ Dung cả. Lương Thành Long nói, hôm nay gọi mọi người tới đây là để tụ hội, không có ý gì khác cả. Thương nhân chính là hư ngụy như vậy, luôn nói dối một cách quan miệng đường hoàng trương dương nói gần đây tôi cả ngày ăn cơm công việc trong bụng chẳng có chất béo mượn cơ hội này để bổ sung dinh dưỡng ông chủ lương tài đại khí thô chúng ta cũng đừng khách khí làm gì thích gì thì cứ gọi nấy lương thành long cười ha ha nói đều là bạn bè với nhau mà không cần phải khách khí trương duệ dung nói yên tâm đi tôi sẽ không khách khí đâu quản lý lữ mang toàn bộ thức ăn đắt nhất lên cho chúng tôi trương dương nói khoa trương quá rồi chúng ta ăn của nhà giàu cũng không nên quá ác, khe nhỏ sông dài mới là chính bản. Lương Thành Long cười nói, chỉ cần tôi lần này tranh thầu thành công, tôi ngày nào cũng mời mọi người. Khưu Kim Trụ nói, ông chủ lương có khí phách lớn như vậy, công trình này không biết kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ. Lương Thành Long đang định lên tiếng thì Quy Điền Hạo Nhị nói, một là một, hai là hai, chúng ta không phải là bạn bè ư. Mà giữa bạn bè mời nhau ăn uống đâu cần lý do. Trương Dương khen, anh xem cảnh giới của vị bằng hữu Nhật Bản này kia, Lương Thành Long anh tốt xấu gì cũng được tính là một xí nghiệp gia nổi danh, phải làm sinh ý mới mời ăn, thế lợi quá, anh nếu thế lợi như vậy thì bữa anh này để tôi thanh toán. Lương Thành Long vội vàng nói, thị trưởng Trương nói, anh đừng châm chọc tôi nữa. Tôi không phải là cả ngày chỉ nghĩ tới việc tranh thầu thôi đâu, thuận miệng nói ra thôi mà. Chúng ta tối nay chỉ bàn tình bạn không bàn sinh ý, phục vụ, mau mở rượu. Lương Thành Long chuẩn bị rượu sake, nhưng Quy Điền Hạo Nhị lại không uống rượu sake mà uống mao đài cùng mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là tử lượng của thằng cha này rất khá. Chỉ một thoáng mà nửa cân rượu đã chui vào bụng, ăn thức ăn của phong trạch, uống rượu mao đài, trên mặt Quy Điền Hạo Nhị cũng có vẻ tươi vui, giờ bóng tay cái lên nói, ngon ngon. Trương Duệ Dung nhìn vỏ cua ở trước mặt Quy Điền Hạo Nhị, thầm nghĩ tên Nhật Bản này cũng phẩm ăn thật, nhỏ giọng hỏi thường lăng phong y học gì vậy. Quy Điền Hạo nhị tai rất thính, y cười nói với Trương Duệ Dung, Trương Tiểu Thư, tôi là thạc sĩ ngàn kiến trúc học, tiến sĩ ngành quản lý. Trương Dương nói, có học vấn, ngoài miệng thì khen, nhưng trong bụng thì lại cười thầm, người có lợi hại hơn nữa, còn là thạc sĩ tiến sĩ gì thì cũng phải tới làm công cho Trương Dương ta. Quy Điền Hạo nhị sau khi uống nhiều, rõ ràng cũng lắm lời hơn, Lương Thành Long nhìn ra là Trương Dương định trọng dụng tên Nhật Bản này, gã chủ động uống mấy chén với Quy Điền, cười tùm tìm nói, Quy Điền Tiên Sinh, ấn tượng chỉnh thể của anh đối với tập đoàn phong dụ của chúng tôi thế nào? Quy Điền Hạo Nhị nói, đã tìm hiểu một số công trình đại biểu của các anh, chất lượng công trình thì được, có điều trình độ công nghệ lạc hậu, thiếu hụt quản lý hiện đại hóa. Lương Thành Long có chút bẽ mặt, hắn không phục nói, tầng lớp quản lý của công ty chúng tôi có rất nhiều thạc sĩ, trình độ học lực bình quân cũng rất cao. Quy Điền Hạo Nhị nói, quý quốc có câu gọi là cao phân đê năng, làm nghề xây dựng này cũng phải có thiên phận, tôi trước tiên học kiến trúc, nhưng tôi ở phương diện thiết kế xây dựng không có thiên phận, sau này mới đổi sang học quản lý, theo tôi thấy, trình độ quản lý xí nghiệp của quý quốc khá là lạc hậu. Thị trường trương mời tôi tới nắm việc quản lý chất lượng thi công, tôi đã mở rộng lý niệm của tôi tới mỗi một khâu nhỏ của công trình sân bay mới. Y chỉ vào bàn ăn, nói, một bàn ăn không thể chỉ nhìn ngoại hình, tôi muốn quy định sử dụng vật liệu, Công nghệ một cách nghiêm ngặt, đối với mỗi một cái đinh cũng phải có quy định nghiêm ngặt. Trình Diễm Đông nói, người Trung Quốc chúng tôi làm đồ gia dụng không thích dùng đinh. Quy Điền Hạo nhị cười nói, chỉ lấy ví dụ thôi. Lương Thành Long nhìn người Nhật Bản nghiêm túc này, trong lòng cảm thấy có chút áp lực, không nghi ngờ gì nữa, người Nhật Bản này khẳng định là một đại hành gia trong phương diện xây dựng. Mục đích mà Trương Dương mời y tới chính là để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng sân bay mới, chắc sau này khẳng định sẽ gặp không ít phiền phức. Quy Điền Hạo Nhị ngồi được một tiếng thì đứng dậy cáo từ, trong một tiếng này y đã uống cả một cân rượu. Trương Dương vốn muốn giữ y lại, nhưng Quy Điền Hạo Nhị nói rằng y còn phải về xem tài liệu của các công ty tranh thầu, kế hoạch là 8 giờ tối bắt đầu. Nhất định không thể làm loạn kế hoạch, Trương Dương chỉ đành tôn trọng ý kiến của y. Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung hai người cũng về cùng Quy Điền Hạo Nhị. Đợi sau khi họ đi rồi, Lương Thành Long không nhịn được liền nói: "Thị trưởng Trương, cậu tìm được người Nhật Bản này từ đâu vậy? Công trình của người Trung Quốc chúng ta không tự làm được à? Vì sao cứ phải gọi tên Nhật Bản này tới?" Trương Dương cười nói: "Công trình là người Trung Quốc làm, còn Tiến sĩ Quy thì phụ trách quản đốc." Lương Thành Long nói, vẽ vời thêm chuyện. Trình Diễm Đông và Khưu Kim trụ lúc này cũng có suy nghĩ tương tự. Trương Dương ngáp một cái, nói: Mệt rồi, hôm nay chúng ta kết thúc sớm một chút. Lương Thành Long tối hôm đó ở lại khách sạn Bạch lộ, gã bảo Lữ Yến làm mấy món mang tới phòng của Trương Dương. Trương Dương thấy gã theo đuổi không bỏ, biết rằng thằng ôn này còn có lời muốn nói với mình, chỉ đành cùng gã uống mấy chén. Lương Thành Long nói: Trương Dương, hai anh em chúng ta trước giờ không có gì phải giấu giếm, mục tiêu của tôi lần này chính là giành được hạng mục sảnh đón khách của sân bay những cái khác tuy tôi cũng muốn giành lấy nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mình tiêu hóa không được trương dương nói vẫn là câu cũ anh dựa vào thực lực mà tranh giành dưới điều kiện như nhau tôi khẳng định sẽ ủng hộ anh lương thành long nói tôi cũng không giấu cậu phía cảng nước sâu nam tích tôi cũng tranh thầu rồi trương dương nói quang lưới rộng thế lương thành long cười nói không những là tôi những thương nhân xây dựng cũng không muốn bỏ qua dạng cơ hội như thế này nếu so sánh thì cảng nước sâu nam tích so với sân bay mới của các cậu thì có sức hấp dẫn hơn trương dương nói cảng nước sâu rắm cho đó là làm phà chúng tôi là làm hàng không hàng lượng kỹ thuật có thể giống nhau sao lương thành long nói cậu đừng có mà tức chính sách của tỉnh lý khẳng định là ủng hộ cảng nước sâu sân bay mới của giang thành chúng ta là hạng mục nhỏ không được trông đợi cậu để lộ chút cho tôi đi rốt cuộc là chuẩn bị bao nhiêu tiền trương dương nói phía ngân sách không có bất kỳ vấn đề gì rất nhiều thương nhân đầu tư đều tranh nhau tới đây rót tiền lương thành long nói tôi bảo này trương dương cậu sao càng lúc càng biến thành hư ngụy như vậy lấy đâu ra nhiều người đầu tư chứ không phải chỉ là một hà trường an và một cha tấn bắc thôi ư trương dương cười nói hai người cũng là số nhiều rồi bọn họ đều là phú thương số một số hai trong nước đó lương thành long nói cậu chưa làm sinh ý có một số chuyện cậu không biết được đâu cha tấn bắc tuy có tiền nhưng về phương diện xây dựng thì căn bản chỉ là tay ngang y sở dĩ tới đầu tư mục đích chỉ là để gây phiền phức cho hà trường an cậu cho rằng y thật sự muốn đầu tư à cậu đợi mà xem hà trường an nếu quảng gánh y khẳng định cũng quảng gánh theo thôi trương dương nhíu mày nói khẽ anh định nói gì lương thành long nói hà trường an gần đây hoạt động rất nhiều ở đông giang hơn nữa tôi nghe nói đầu tư sân bay mới có thể chỉ là y tung hỏa mù Trương Dương nói, anh nói rõ một chút đi, tung hỏa mù gì chứ? Lương Thành Long nói, hai hạng mục lớn nhất mấy năm gần đây của Bình Hải một là sân bay mới Giang Thành, còn lại chính là cảng nước sâu của Nam Tích, hai bên đều cần tiền, những năm này có hai hiểm bị tiền cắn tay đâu, Giang Thành so với Nam Tích thì phương diện kinh tế rõ ràng rơi vào hạ phong, các cậu làm sân bay mới thiếu vốn đã là chuyện mà ai ai cũng biết rồi. Hà Trường An lúc ban đầu đầu tư có thể là thật, nhưng lại nửa đường có cha tấn bác xiết ra, y tới làm loạn cuộc thế, bởi vì y mà Hà Trường An không thể không hạ thấp điều kiện, cũng chính là nói lợi ích trong dự định của Hà Trường An đã bị chiết khấu lớn. Hà Trường An nhúng tay vào thị trường châu báu vàng bạc chính là căn nguyên dẫn tới sự mâu thuẫn của họ, tới loại cảnh giới như họ, chuyện không có lợi bọn họ sẽ không làm đâu, cậu cho rằng bọn tranh sĩ diện à. Đối với thương nhân mà nói thì trên thế giới này bất kỳ chuyện gì cũng có thể dùng tiền để mua cả. Trương Dương nói, anh lại nhảy cả nửa ngày mà tôi vẫn chưa hiểu gì. Lương Thành Long nói, nói chuyện với cậu đúng là phí sức, cảng nước sâu của Nam Tích là một hạng mục tốt như vậy, Hà Trường An vì sao không đi đầu tư? Tôi lúc đầu không hiểu, về sau mới thông, Hà Trường An chắc là đã dự liệu rằng bất kể là mình làm gì, cha Tấn Bắc cũng sẽ nhảy vào quấy rối, cho nên y muốn dở trò trong hạng mục sân bay mới, cha Tấn Bắc quả nhiên là đã theo vào. Hà Trường An lợi dụng chuyện này để khiên chế tinh lực của cha Tấn Bắc, Minh Thu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương, tinh lực chủ yếu của y kỳ thực là để tính toán chuyện của cảng nước sâu Nam Tích. Cậu có tin không, chỉ cần đầu tư của cảng nước sâu được quyết định, Hà Trường An lập tức sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh đầu tư vào sân bay mới Giang Thành, mà phía y vừa đi, cha Tấn Bắc cũng sẽ không chơi nữa. Ngành xây dựng đối với y mà nói thì căn bản là một ngành hoàn toàn mới, cậu cho rằng y thật sự sẽ bỏ tiền ra để đầu nhập vào cái nơi giang thành rách nát này à? Không thể nào đâu. Một câu nói làm tình người trong mộng, phân tích và nhắc nhở của Lương Thành Long khiến Trương Đại Quan Nhân cả người túa mồ hôi lạnh, hắn lúc trước còn lạc quan bởi vì trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, đợi Hà Trường An và cha tấn bắt đấu nhau người sống ta chết, sau đó ký hợp đồng với người có điều kiện ưu đãi nhất. Nhưng những phân tích này của Lương Thành Long đã khiến hắn ý thức được rằng, con cáo già Hà Trường An này có tám chính phần 10 là muốn tung hỏa mù ở Giang Thành, hấp dẫn sự chú ý của cha Tấn Bắc. Trương Dương nói, nhưng Hà Trường An nếu có hứng thú với hạng mục cảng nước sâu của Nam Tích, không thể nào tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì được. Lương Thành Long thở dài, nói tin tức của cậu xem ra không được linh hoạt lắm, Hà Trường An gần đây đã tiếp xúc rất nhiều với hứa gia dũng mà cậu không biết à. Trương Dương trợn mắt lên, hứa gia dũng á, cái tên mà hắn đã sắp quên đột nhiên lại nhảy ra, Trương Dương vẫn nhớ ánh mắt oán độc mà thằng ôn này nhìn mình trước khi đi xa. Lương Thành Long nói: Hứa ra Dũng hiện tại là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Nguyệt của Singapore, mà tập đoàn Tinh Nguyệt đã đạt thành ý hướng đầu tư vào cảng nước sâu với chính phủ Nam Thích. Từ chuyện này có phải là có thể nhìn ra một một số manh mối không? Trương Dương gật đầu nói: Anh sao không nói với tôi sớm một chút? Lương Thành Long nói: Tôi cũng là vừa mới biết chuyện này thôi. Nếu như suy đoán của tôi chính xác. Vậy thì Giang Thành các cậu hiện tại không có ngân sách đảm bảo. Nếu mất đi hai nhà đầu tư lớn là Hà Trường An, Cha Tấn Bắc này, thử hỏi ngân sách của các cậu là từ đâu mà có. Công trình lớn như vậy mà chỉ dựa vào những thương nhân nhận thầu như chúng tôi thôi thì căn bản là không đủ. Nếu như chúng tôi không kịp thời lấy được tiền từ tay các cậu, vậy thì chúng tôi vì sao không làm những chuẩn bị khác? Ví dụ như hạng mục càng nước sâu của Nam Tích vậy, thu hồi tiền mặt từ công trình Nam Tích so với các cậu thì nhanh hơn nhiều. Trương Dương nói, anh đừng lo nhiều như vậy, cứ thật thà chuẩn bị tranh thầu đi, vấn đề ngân sách không đến lượt anh lo. Lương Thành Long cười nói, tôi chỉ là lấy tư cách bạn bè mà nhắc nhở cậu một tiếng thôi, Hà Trường An và cha Tấn Bắc đều là thương nhân vô cùng ưu tú, quan hệ với họ thì phải cẩn thận hơn bình thường nhiều, chuyên tốt như ngư ông đắc lợi cậu đừng có mà nghĩ tới làm gì, bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, ai mà không biết cạnh tranh ác tính tiếp theo sẽ phải đối diện với tổn thất lớn sau khi Lương Thành Long đi, Trương Dương rơi vào trong trầm tư, một phen nhắc nhở này của Lương Thành Long đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng, hắn một mực chưa suy tính tới vấn đề của phương diện này, nếu như Hà Trường An và Cha Tấn Bắc đồng thời vứt bỏ hạng mục sân bay mới của Giang Thành, vậy ảnh hưởng ác liệt do họ tạo thành sẽ không thể nào ước tính được. Ngân sách đúng là một nan đề. Trương Dương chuẩn bị thông báo chuyện này cho Đỗ Thiên Giã, bọn họ phải nhanh chóng nghĩ ra phương sách ứng phó, còn chưa kịp gọi thì Lữ Hiến tới. Cô ta tìm Trương Dương là có mục đích, Lữ Yến muốn thông qua quan hệ của Trương Dương mà có được một khối đất trong quy hoạch tương lai của sân bay mới, để làm phân điếm cho khách sạn Bạch Lộ. Trương Dương nói, tôi nói này Lữ Yến, hiện tại chữ bát còn chưa phải xong, đợi khi sân bay mới xây xong ít nhất cũng phải mất 7-8 năm, cô đợi thêm vài ba năm nữa rồi hãng tính. Lữ Yến nói, tiên hạ thủ vi cường, đợi khi sân bay xây xong rồi, e rằng không đến lượt chúng tôi đâu trương dương cười nói cô yên tâm đi tôi sẽ chiếu cố cho các cô lữ yến lại nói tôi còn nhờ anh một việc nữa anh đừng có thấy phiền nhé trương dương gật đầu lữ yến nói anh còn nhớ lái xe phương đại đồng không từ sau rắc rối lần trước ông ta một mực không có việc làm tôi bảo ông ta tới khách sạn làm nhưng một người đàn ông lớn tuổi rồi mà cứ như vậy cũng không hay tôi nghĩ sân bay mới các anh xây dựng thì khẳng định là cần lái xe có thể để cho ông ta một công việc không ông ta đã mấy chục tuổi rồi, xe con, xe khách, xe chở hàng, xe gì cũng lái được hết. Đối với Trương Dương mà nói thì đây chỉ là một chuyện nhỏ, hắn lập tức đáp ứng. Lữ Hiến cũng không chậm trễ, thu dọn bàn rồi đi ngay. Tình huống mà Trương Dương phản ánh lại khiến cho Đỗ Thiên Giã cũng giật nảy mình, gã ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc đến cả nửa phút mới nói, không thể nào, ý nguyện đầu tư của Hà Trường An rất cường liệt, phía cha tấn bắc một mực đều là phượng tiên phụ trách, tôi thấy họ rất có thành ý. Trương Dương nói, bí thư đỗ, bọn họ đều là thương nhân, nhìn vấn đề đều dùng ánh mắt của chính phủ. Những thương nhân này đều là không có lợi thì không làm, chúng ta không thể không đề phòng, vạn nhất vào lúc quan kiện hai người họ lại cùng nhau chạy làng, chúng ta đừng có nói là ngư ông đắc lợi, sợ rằng ngay cả cá khác cũng bị dọa cho chạy mất đấy. Đỗ Thiên Giã nói, ngày kia là hội gọi thầu chính thức cử hành rồi, cậu ngày mai phải hẹn Hà Trường An và cha Tấn Bắc, cố gắng chứng thực đầu tư. Trương Dương cười khổ không thôi, nói anh à, anh coi tôi là thần tiên à, một ngày có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện móc tiền ra, có thể không? Đỗ Thiên Giã nói, sao lại không thể, ý hướng đầu tư của họ đều đã viết xong rồi, chỉ cần quyết định là lập tức có thể ký hợp đồng luôn. Trương Dương nói, anh không những là một người của đảng mà còn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng nữa, anh là lãnh đạo, lời anh thì tôi phải nghe." Đỗ Thiên Dã nói, cả tỉnh Bình Hải đều nhìn vào chúng ta, nếu như hai nhà đầu tư này đều chạy, vậy thì chúng ta sẽ trở thành trò cười trong mắt người cả tỉnh, thương nhân đầu tư mà không bỏ tiền cho chúng ta mà còn muốn xin tỉnh lý cấp ngân sách thì khó lắm." Trương Dương nói, sớm biết vậy, lúc Hà Trường An đề xuất điều kiện chúng ta ký luôn cho rồi." Đỗ Thiên Dã nói, chuyện nhục nước mất chủ quyền chúng ta không thể làm tôi cảm thấy chuyện này phát triển tiếp thế nào thì cũng không xấu tới trình độ đó đâu, lạc quan chút đi, ngày tháng của chúng ta khẳng định là càng lúc càng dễ sống. Sự thực chứng minh, chủ nghĩa lạc quan của Đỗ Thiên Giã căn bản là không có chỗ đứng, sáng ngày hôm sau, khi Trương Dương chuẩn bị hẹn gặp Hà Trường An thì tin tức phía quan phương chính thức xác nhận, Hà Trường An liên thủ với tập đoàn tinh nguyện của Singapore tiền kỳ đầu tư vào Nam Tích 2 tỷ nhân dân tệ, tin tức này giống như là thuốc nổ làm chấn động cả tỉnh Bình Hải, tất cả mọi người đều cho rằng đối tượng đầu tư của Hà Trường An là sân bay mới Giang Thành, nhưng Hà Trường An vào lúc cuối cùng lại đột nhiên chuyển hướng. Trong mắt người ngoài thì đây là điều vô lý. Nhưng Hà Trường An ở trên hội chiêu đãi phóng viên mặt mày tươi giói thừa nhận, nguyên nhân mà tôi buông bỏ hạng mục sân bay mới của Giang Thành là tôi đã trải qua sự tính toán toàn diện, cho rằng hạng mục cảng nước sâu Nam Tích có tiền đồ và phát triển hơn. Tầng lớp lãnh đạo của thành phố Nam Tích cũng có bá lực và tầm nhìn xa, đã là đầu tư, chúng tôi muốn dùng tiền vào chỗ có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Tôi cho rằng sau khi cảng nước sâu của Nam Tích xây xong sẽ mang tới cho tôi sự hồi báo trọng hậu, những lời này này không những tâm bốc hoàn cảnh kinh tế và trình độ lãnh. Đạo thành phố Nam Tích mà còn hạ thấp giá trị của Giang Thành. Bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã lúc xem tin tức này thì tức đến nỗi suýt nữa đập vỡ điện thoại, đồ khốn nạn. Gã cầm điều khiển từ xa tắt TV, quay về trước bàn làm việc, việc đầu tiên là gọi cho Trương Dương trương dương vừa nhận được điện thoại giọng nói phẫn nộ của đỗ thiên giã đã vang lên cậu làm cái quái gì vậy bảo cậu hẹn gặp hà trường an cậu có đi làm không hiện tại người ta ký hợp đồng với cảng nước sâu rồi tin tức cũng phát đi rồi đã thế còn châm biếm giang thành chúng ta không đáng một xu coi nam tích là mặt trời cậu làm ăn kiểu gì vậy phản ứng có phải là quá chậm không trương dương bị đỗ thiên giã mắng như tát nước vào mặt thằng ôn này cũng tức giận rồi hét vào điện thoại, anh chút giận lên tôi làm cái gì. Người đợi xem trai cò tranh nhau là anh, muốn ngựa ông đắc lợi cũng là anh, hiện tại người ta không đầu tư, liên quan chó gì tới tôi. Tối qua không phải là tôi đã phản ánh với anh rồi ư. Anh còn nói ô oi là phải lạc quan cơ mà. Sao, trong một đêm mà anh đã theo chủ nghĩa bi quan rồi à? Đỗ Thiên Giã tức giận nói, hiện tại thì hay rồi, chúng ta trở thành trò cười của cả tỉnh Bình Hải, một mực ung dung ngồi đợi, cuối cùng lại bị người ta thả bồ câu, mất hết cả mặt mũi rồi. Trương Dương nói, anh nói cái gì? Anh tức thế tôi không tức à? Hà Trường An vốn không phải là hạng tốt lành gì, y thích thì đầu tư, không thích thì thôi, chút tiền còn con của y, tôi không coi vào đâu cả. Đỗ Thiên Giã gầm lên, cậu thì giỏi rồi, ngày mai là hội gọi thầu, hôm nay y lại bày ra cái màn này, tôi mặt kệ, hôm nay cậu phải làm rõ chuyện tài chính cho tôi. Trương Dương tức giận nói, sao tôi phải làm? anh có năng lực thì tự đi mà làm. Đỗ Thiên Giã hét lên, cái gì tôi cũng phải tự mình đi làm thì cần cậu làm cái gì. Trương Dương nói, không phải là anh bức tôi thì ông đâu còn lâu mới nhận cái công việc dở hơi này. Đỗ Thiên Giã nghe thấy thằng ôn này hét lên với mình thì càng tức hơn, đồ bố láo, cậu nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem nào. Trương Dương cũng ý thức được mình lỡ lời, nhưng ngoài miệng thì vẫn quyết không rơi vào thế hạ phong, anh không phải là bí thư thị ủy ư lợi hại lắm à, tôi nói cho Đỗ Thiên Giã anh biết, tôi không phải là sinh ra để cho anh chút giận đâu, chuyện của Hà Trường An bản thân anh cũng có trách nhiệm, muốn chút giận à. Nào, tới đây đi, hai chúng ta đánh tay đôi. Đồ mất dậy, Đỗ Thiên Giã tức giận ném điện thoại đi. Nhưng sau khi gã ném điện thoại lại đột nhiên bình tĩnh lại, chuyện của Hà Trường An Trương Dương quả thật là không có sai lầm gì, hôm qua người ta còn nhắc nhở mình. Là mình nhìn sự việc một cách quá lạc quan, và lại bọn họ căn bản không ngờ được sự việc lại biến hóa nhanh như vậy. Trong một đêm tất cả đều thay đổi, Đỗ Thiên Giã nhìn chiếc điện thoại của mình bị ném vỡ, trong lòng cảm thấy ấy ấy, Trương Dương không những là thuộc hạ của gã mà còn là hảo huynh đệ của gã, bao nhiêu lần gặp nguy hiểm đều là Trương Dương đứng ra giúp đỡ mình. Thái độ vừa rồi của gã quá thật có chút quá đáng. Đỗ Thiên Giã là người biết sai thì sửa, gã lập tức rút di động ra, gọi lại cho Trương Dương, nhưng gọi liền mấy lần mà Trương Dương không nhấc đỗ thiên giã lại nổi giận nghiến răng nghiến lợi nói đồ bố láo không ngờ lại không nhận điện thoại của mình gã có nén giận ấn điện thoại tiếp lần này trương dương nhắc thái độ lãnh đạm nói bí thư đỗ anh còn có gì muốn nói đỗ thiên giã mắng đồ bố láo cậu sao không tiếp điện thoại của tôi trương dương nói không muốn tiếp không thể nào câu thông với loại bệnh hoạn mắc chứng điên cuồng như anh đỗ thiên giã nghe tới đây liền cười ha ha Trương Dương nói, nói anh điên cuồng đúng thật, lúc thì hét lúc thì cười, nam nhân mà nhịn quá lâu thì kiểu gì cũng bệnh đấy, đồng chí Đô à, đi tìm nữ nhân đi, thật đấy, nếu không thì anh sớm muộn gì cũng nhịn quá hóa bệnh. Đỗ Thiên Giã nói, huynh đệ, vừa rồi tôi không khống chế được tâm tình, xin lỗi cậu. Trương Dương vốn trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng nghe thấy Đỗ Thiên Giã chủ động xin lỗi thì trong lòng cũng nguôi ngoai đi nhiều, hắn thở dài, nói, bỏ đi, chuyện này là ai cũng tức cả tôi vừa rồi nói chuyện cũng hơi nóng nảy, cũng sai. Đỗ Thiên Giã nói, những lời phát biểu của Hà Trường An trên tin tức khiến tôi nổi giận, con cáo giả này căn bản coi Giang Thành chúng ta là hỏa mù. Trương Dương nói, binh bất yếm trá, người ta trong binh pháp thì gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, bản thân chúng ta kỹ không bằng người, để người ta lợi dụng, còn có thể trách được ai. Đỗ Thiên Giã hỏi, phía cha Tấn Bắc có phản ứng gì? trương dương nói tôi đã hẹn em họ nhà các anh đi uống trà đang tới gta đỗ thiên giã nghe tới đây trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm động trương dương tuy cãi nhau với gã nhưng người ta căn bản không lơ là công tác đỗ thiên giã nói cực khổ rồi lái xe cẩn thận một chút nhé trong thiên hạ không có cửa ải nào là không qua được cho dù là đầu tư toàn bộ mất hết chúng ta chỉ cần nắm tay nỗ lực thì nhất định có thể vượt qua được trương dương nói đừng có an ủi tôi tôi biết trong lòng anh rất khó chịu, tôi cho anh một lời khuyên nhé. Ừ, nói đi, đi tìm gái đi, cút. Khưu Kim Trụ đến sớm hơn Trương Dương 5 phút, lúc Trương Dương tới, cô ta đã tự mình đồng thủ làm thiết quan âm, Trương Dương nhìn hai bàn tay trắng nõn của Khư Phượng Tiên làm động tác giống như hoa lan, mỉm cười nói, không ngờ Khư Tiểu Thư còn có trả nghệ sư xuất sắc như vậy. Khư Phượng Tiên cười nói, đừng tâng bốc tôi, tôi học trà nghệ chưa tới nửa năm mà vậy thì là thiên tài rồi khư phượng tiên nói càng nói càng không ra gì trương dương ngồi xuống nhận lấy tách trà mà khư phượng tiên đưa cho người người hương trà sau đó uống một ngụm trà ngon thiết quan âm thượng hảo khư phượng tiên nói tôi mang từ đài loan tới đấy chuẩn bị cho anh hai hộp tẹo nữa anh cầm về nhé trương dương nói ta hẹn cô ra gấp như vậy là để bàn chuyện đầu tư sân bay mới khư phượng tiên ngẩng mặt lên con mắt trong vắt nhìn vào trương dương nói chuyện của Hà Trường An chúng tôi đã biết rồi, y đầu tư vào sân bay Giang Thành chỉ chẳng qua là tung hỏa mù, nhằm mê hoặc chúng tôi, để cho tinh lực của chúng tôi tập trung vào sân bay mới mà bỏ qua chuyện của cảng nước sâu Nam Tích. Trương Dương gật đầu, nói mục đích của y chính là sợ các người phá rối, cho nên cao giọng tuyên bố đầu tư vào sân bay mới, hòng khiên chế các cô, sau đó lén lút đạt thành hiệp nghị với phía Nam Tích. Khư Phượng Tiên không khỏi cảm khái, nói con người của Hà Trường An quả nhiên là lợi hại, cha tiên sinh mấy lần giao thủ với y đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Trương Dương nói, hiện tại chuyện đầu tư sân bay mới của Giang Thành các cô đã không còn đối thủ nữa rồi, nếu như có thể thì chúng tôi muốn được thương thảo chi tiết với Quý Phương. Khư Phượng Tiên chỉ vào di động ở trên bàn, tôi đang đợi một cú điện thoại rất quan trọng. Trương Dương nói, liên quan tới chuyện của sân bay Giang Thành à. Khư Phượng Tiên không chút che giấu gật gật đầu, nói chuyện của Hà Trường An xảy ra quá đột nhiên, làm loạn hết kế hoạch vốn có của chúng tôi. Trương Dương nói, thứ cho tôi nói thẳng, kế hoạch vốn có của các cô rốt cuộc là đầu tư vào Giang Thành hay là chỉ vì muốn chống đối Hà Trường An. Khư Phượng Tiên mỉm cười, nói tôi chỉ là một người chấp hành, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay cha tiên sinh. Trương Dương bưng chén trà nên từ từ thưởng thức, tư vị ở trong lòng hắn lúc này vô cùng phức tạp. hắn có một điểm báo không tốt, chỉ sợ cục riêng xấu nhất cuối cùng cũng có thể xuất hiện rồi khư phượng tiên nói thiết quan âm uống lạnh không ngon đâu làm thêm một chén đi trương dương cầm chén thiết quan âm mà cô ta vừa rót nói khẽ cô có coi trọng hạng mục sân bay mới của giang thành không khư phượng tiên nói hạng mục sân bay mới của giang thành rất có tiềm lực cô ta rất tiết kiệm lời nói của mình chỉ đưa ra một câu bình luận về sân bay mới di động trên bàn cuối cùng cũng đổ chuông ánh mắt của trương đại quan nhân khẽ động theo nó trong lòng biến thành dập dờn sóng ngầm Khư Phượng Tiên yêu nhã cầm điện thoại lên, là cha tấn bác gọi tới, đa số thời gian của Khư Phượng Tiên đều là lắng nghe, cú điện thoại này kéo dài chừng một phút, đối với Trương Dương mà nói thì lại vô cùng dài. Hắn đột nhiên cảm thấy mình như tù nhân đang đợi sự tuyên án của quan tòa, con mẹ nó, loại cảm giác này quả là khó chịu. Khư Phượng Tiên cuối cùng cũng dập điện thoại, ánh mắt mang theo vẻ áy náy, hắn có thể nhìn ra vẻ bình tĩnh của Trương Dương chỉ là ngụy trang, Hà Trường An đột nhiên thay đổi phương hướng đầu tư khiến cho hạng mục sân bay mới của Giang Thành rơi vào khốn cảnh. Thân là người phụ trách hạng mục này, áp lực của Trương Dương hiện tại lớn thế nào thì không cần nghĩ cũng biết, hy vọng duy nhất của hắn hiện tại chính là phía cha Tân Bắc. Khư Phượng Tiên thở dài, nói thị trường Trương, thật sự rất xin lỗi, cha Tiên sinh trong điện thoại có nói, sau khi ông ấy suy nghĩ một cách tổng hợp toàn diện, quyết định buông bỏ lần đầu tư vào sân bay mới Giang Thành này lúc ban đầu chúng tôi chỉ tính tới lợi ích nhận được trong tương lai nhưng rất nhiều thứ thực tế lại chưa tính đến chúng tôi thiếu hụt kinh nghiệm ở phương diện xây dựng cha tiên sinh cho rằng chúng tôi lúc bắt đầu mà đã đầu tư vào một công trình xây dựng lớn như vậy là quá nguy hiểm cho nên trương dương mỉm cười đặt chén trà xuống hắn bình tĩnh nói tôi hiểu rồi nói ra cũng lạ khi thật sự đợi được tin tức xấu nhất và toàn bộ đều được nghiệm chứng trương đại quan nhân lại cảm thấy kỳ thực chuyện cũng chẳng xấu lắm Khư Phượng Tiên nói, thật sự rất xin lỗi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đứng dậy, sinh ý chính là sinh ý, không có gì là ghê gớm cả, giúp tôi chuyển cáo tới cha tiên sinh, sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Hắn xài bước ra ngoài quán trà, bóng lưng rất thẳng, đi trong ánh mắt, dùng sức hít một hơi không khí chính ngọ, giang hai cánh tay ra tựa hồ như muốn ôm ánh nắng vào lòng, thế giới này kỳ thực rất đẹp. Chấm. Theo sự đau đớn giảm bớt, tình tự của thường hải tâm cũng tốt hơn nhiều, thường tụng đặc biệt từ Lam Sơn tới thăm cô ta, nắm bàn tay ấm áp có lực của cha, thường hải tâm cảm thấy một loại cảm giác an toàn, người cũng có thể mang tới loại cảm giác an toàn này cho cô là Trương Dương. Thường tụng nhìn con gái mắt cuốn băng, trong lòng tràn ngập cảm giác đau đớn, nhưng không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho con gái nên ngoài mặt thường tụng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, y nói khẽ hải tâm, xem ra trạng thái tinh thần của con rất tốt. Thường hải tâm bình tĩnh nói, ít nhất thì đã không còn đau đớn nữa rồi. Thường Tùng vẫn cảm thấy vẻ tiêu cực trong lời nói của con gái, y mỉm cười, bảo Trương Dương rất lợi hại, cha bị bệnh phong thấp nặng như vậy mà hắn còn có thể trị khỏi, vết bỏng của con hắn nhất định có biện pháp mà. Thường Hải Tâm thở dài, nói, lúc ban đầu con cũng quả thực là nghĩ không thông, cảm thấy tiếp tục sống cũng không còn gì thú vị, nhưng hiện tại con đã nghĩ thông rồi, có thể sống tiếp bản thân đã là một sự may mắn, con nên vừa lòng, mặt mũi thế nào đã không còn quan trọng thường tụng biết con gái mình không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã thoát ra khỏi sự đau khổ vỗ nhẹ vào u bàn tay của con gái nói với thường hải long ở bên cạnh mẹ con thế nào rồi viên chi thanh bởi vì những ngày này chịu đựng quá nhiều cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngã bệnh vu tử lương để một phòng bệnh ở bên cạnh cho bà ta thường hải long nói không có gì chỉ bị ốm thôi vừa uống thuốc xong nên ngủ rồi thường tụng gật đầu lúc này trương dương cùng với bí thư thị ủy giang thành đỗ thiên giã tới biết rằng thường tụng tới giang thành trương dương lập tức thông chi cho đỗ thiên giã đỗ thiên giã và thường tụng trước đây cũng từng qua lại với nhau không ít thân là địa chủ y đương nhiên là phải tới thăm thường tụng mỉm cười bước tới đón nhiệt tình bắt tay với đỗ thiên giã đỗ thiên giã nói chúng ta không làm phiền sự nghỉ ngơi của thường tiểu thư ra ngoài nói chuyện đi trương dương chuẩn bị đi ra theo thì bị thường hải tâm gọi lại trương dương anh đợi chút tôi có lời muốn nói với anh đợi sau khi đỗ thiên giã và thường tụng ra khỏi cửa thường hải tâm chỉ vào ghế ở bên cạnh nói anh ngồi đi trương dương mỉm cười ngồi xuống thư ký thường có chỉ thị quan trọng gì vậy hắn cho rằng thường hải tâm lo lắng cho thương thế trên mặt liền an ủi cô ta cô nhẫn nại thêm hai ngày nữa đi ngày kia tôi sẽ tháo băng lập tức cô sẽ có thể quay về sinh hoạt trước đây thường hải tâm nói khẽ tôi vừa rồi có xem bản tin thời sự Việc kiến thiết sân bay mới của anh có phải là gặp phiền phức không? Trương Dương cười nói, không có phiền phức gì cả. Thường Hải tâm cắn môi, nói, đừng có lừa tôi, tôi nghe anh Hai nói, Hà Trường An và cha Tấn Bắc trước sau quyết định bỏ kế hoạch đầu tư, hiện tại rất nhiều người tranh thầu đều đang hoảng hốt. Trương Dương nói, không có hai người họ thì trái đất vẫn quay, cô quá coi trọng họ rồi đó. Thường Hải tâm nói, gần đây anh gầy đi nhiều quá. Sự quan tâm của cô ta đối với Trương Dương là xuất phát từ đáy lòng, nhưng nói xong câu này lại cảm thấy mình tựa như không có tư cách nói câu này, dung nhan bị tổn hại đã mang tới một loại đả kích lớn đối với lòng tự tin của cô ta. Chương 450, sự bá đạo của nhân vật nhỏ. Trương Dương mỉm cười, nói, "Gầy đi chút tôi, dạo này bia rượu nhiều quá, bụng dưới sắp phình ra rồi, gầy đi chút thì cơ bụng lại nhô ra, cô có muốn xem không?" Thường Hải tâm mặt nóng bừng bệnh cũ của thằng ôn này lại tái phát rồi. Trương Dương nhìn đồng hồ, nói, nhân lúc còn sớm tôi châm cứu cho cô, ngày mai phải bận việc tranh thầu, tôi chắc là muộn mới tới được. Thường Hải Tâm gật đầu. Mỗi lần châm cứu cho Thường Hải Tâm đối với Trương Dương mà nói thì là một loại dày vò, âm sát tu la công và công pháp mà bản thân hắn tu luyện vốn không hợp, chân khí dị trùng xung đột với nội lực cố hữu của hắn. Trương Dương tuy đã thử dung hợp hai loại chân khí này, nhưng Thủy Trung vẫn không thành công cho nên mới cực kỳ nguy hiểm, quá trình hành động lần này vẫn tính là thuận lợi, Trương Đại Quan nhân sau 20 phút thì rời khỏi phòng bệnh của Thường Hải Tâm, Vu Tử Lương ở bên ngoài đợi hắn. Từ lần trước nhìn thấy Trương Dương nằm vật trong xe pick-up, Vu Tử Lương đã biết rằng Trương Dương vì châm cứu cho Thường Hải Tâm mà gặp phải nguy hiểm rất lớn, chàng thanh niên này đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của Vu Tử Lương đối với y học. Trương Dương cười nói, đang đợi tôi à? Vu Tử Lương nói, cảm giác thế nào? Vẫn ổn. Phu Tử Lương nói, bí thư đỗ và thị trưởng thường đang ở trong văn phòng đợi cậu. Trương Dương gật đầu, đi vào trong văn phòng, đỗ thiên giã nói, đều đợi cậu đấy. Trương Dương cười nói, tư tưởng của Hải Tâm có chút sao động, tôi phải thông suốt cho cô ấy. Thường Tụng cảm tạ nói, Trương Dương, lần này phải cảm ơn cậu rồi. Trương Dương cười nói, những lời khách khí như thế này không cần phải nói ra đâu, tôi và Hải Tâm là bạn học, cô ấy có chuyện, tôi đương nhiên phải tận sức tương trợ rồi. Kỳ thực hắn sở dĩ bán sức như vậy không chỉ vì những nguyên nhân trên, nguyên nhân quan trọng nhất là vụ án phóng hỏa quán karaoke có liên quan trực tiếp tới hắn, người khác muốn thiêu chết hắn, kết quả mới khiến thường hải tâm bị liên lụy. Hắn đương nhiên phải có trách nhiệm, tuy hắn đã thổ lộ chuyện này với thường hải tâm, nhưng thường hải tâm lại không nói lại với người nhà. Ở sâu trong lòng thường hải tâm là muốn bảo vệ hắn, không muốn hắn gặp nhiều khốn nhiễu, Tình cảm của Thường Hải Tâm đối với hắn, Trương Dương sớm đã nhìn rõ rồi, nhưng trước đây hắn một mực cẩn thận xử lý quan hệ giữa hai bên, bảo trì một khoảng cách thỏa đáng. Tuy hắn trước giờ không phủ nhận sức hấp dẫn rất lớn của Thường Hải Tâm đối với mình, nhưng Trương Đại Quan Nhân đã bắt đầu học được thước đo đạo đức của thời đại này để tự ước thúc mình, có những chuyện không thể dây vào được. Đỗ Thiên Giã nói, thị trường thường, sắp tới giờ cơm tối rồi, chúng ta đi ăn đi. Thường tụng tạ tuyệt hảo ý của Đỗ Thiên Giã, Mục đích mà y tới Giang Thành chính là để thăm con gái, sáng sớm ngày mai lại phải về rồi, cho nên y muốn lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để ở cùng với con gái mình. Đỗ Thiên Giã cũng tỏ ý thấu hiểu quyết định của Thường Tụng, lại cùng Thường Tụng nói mấy câu rồi cùng Trương Dương cáo từ. Đỗ Thiên Giã và Trương Dương vừa xuống dưới lầu thì Vu Tử Lương đuổi theo. Trương Dương bảo Đỗ Thiên Giã lên xe trước, dừng chân lại hỏi, bác sĩ Vu tìm tôi có việc gì vậy? Vụ tử Lương nói, Hải Tâm sáng ngày kia là tháo băng rồi, cậu có thời gian tới không? Trương Dương nói, cái này mà cần phải hỏi à, tôi nhất định sẽ tới. phu tử Lương thở dài, nói thời gian càng đến gần trong lòng tôi càng khẩn trương. Trương Dương nói, yên tâm đi, tình hình cho dù là không quá tốt thì cũng tuyệt không quá xấu đâu. Kỳ thực hắn cũng rất khẩn trương, so với Vụ tử Lương thì còn khẩn trương hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương đại quan nhân gần đây liều mạng lao vào công việc chỉ có công việc mới có thể khiến hắn quên đi những điều không vui. Đáng tiếc gần đây công việc cũng không được thuận lợi cho lắm, hai nhà đầu tư lớn nhất của sân bay Giang Thành đều trước sau bỏ cuộc, bất kể là trước đây hay là hiện tại thì đều là phúc không đi đôi mà họa không tới một. Trương Dương tiến vào trong xe, Đỗ Thiên Giã từ trong tay cầm hai hộp thiết quan âm. Trương Dương nói, đừng nghiên cứu nữa là em họ của anh tặng cho tôi. Đỗ Thiên Giã nói, không ngờ lại không có phần tôi trương dương cười bảo thích thì cầm về đi hai hộp trà lá không bù đắp được vết thương trong lòng tôi đâu đỗ thiên giã nói tiền là của người ta người ta có quyền đưa ra quyết định có đầu tư hay không bỏ đi đừng nhắc đến chuyện này nữa tôi mời cậu đi uống rượu trương dương cười nói hiếm có nhỉ gần đây mời tôi đi ăn nhiều thế anh có phải là cảm thấy có lỗi với tôi không đỗ thiên giã trừng mắt lên nói đánh rắm tôi có chỗ nào không phải với cậu trương dương nói anh tốt xấu gì cũng là bí thư thị ủy đừng động chút là nổi giận để người khác nghe thấy lại cười cho đó đỗ thiên giã nói bí thư thị ủy cũng là người chỉ có cậu mới không giống người bình thường trương dương nói anh không phải là người thường anh không giống người bình thường chửi tôi đấy hả trương dương cười nói tôi đâu dám một nam nhân bình thường làm sao có thể chịu được cô đơn lâu như vậy tôi rất bội phục anh Đỗ Thiên Giã biết thằng ôn này nếu nói tiếp thì không phải là những lời dễ nghe, xua xua tay nói, đừng có nói nữa, cẩn thân tôi thật sự trở mặt với cậu đấy. Trương Dương nói, muốn ăn gì? Đỗ Thiên Giã nói, ăn ở Giang Thành thôi, cậu chọn đi. Trương Dương nghĩ một chút rồi nói, con trai của Lưu Truyền Khôi là Lưu Đại Trụ gần đây mở một quán thịt dê ở đường vòng tròn ba, chúng ta tới đó ăn. Trong mắt Đỗ Thiên Giã thì nơi càng hẻo lánh càng tốt, gã gật đầu, nói, đi, thử xem thế nào. Lưu đại trụ theo trương dương tới ban chú kinh làm đầu bếp, tầm mắt cũng xa hơn không ít, lòng cũng thay đổi rồi, núi thanh đài đã không giữ được bước chân của gã. Gã hiện tại ở Xuân Dương mở một quán thịt dê, về sau bởi vì Xuân Dương sửa đường, quán thịt dê phải đóng cửa, tới sơn trang của Ngưu Văn Cường giúp đỡ, nhưng lưu giải trụ hiện tại không muốn làm thuê cho người khác nữa, khó khăn lắm mới thuyết phục được ông già, tới Giang Thành mở quán thịt dê. Địa điểm này là Trương Dương tìm cho gã, rất gần nơi để hàng ở phía Bắc Giang Thành, bình thường nhân khí khá vượng người thường tới ăn nhất chính là lái xe chở hàng. Khai nghiệp được một tháng mà sinh ý đã hưng thịnh, Lưu Đại Trụ cũng mời Trương Dương nhiều lần, nhưng Trương Dương một mực bận công tác chuẩn bị cho sân bay mới của Giang Thành, không có thời gian tới. Trương Dương dẫn Đỗ Thiên Giã tới quán thịt dê có tên là Lưu Lão Đại này, thấy khoảng trống ở phía trước quán đầy xe đỗ, Đỗ Thiên Giã cười nói, sinh ý hình như không tồi, Trương Dương nói người tới đây đều là lái xe và cửu vạn, ăn mì thịt dê là nhiều nhất có diều chắc có thể kiếm được chút tiền Lưu Đại chủ nghe nói là Trương Dương đến mặt mày hớn hở chạy ra đón Đỗ Thiên giã đeo kính lại đội mũ lưới chai của Trương Dương lên ngụy trang rất tốt bởi vì vậy nên cái đầu chọc của Trương Đại quan nhân đặc biệt bắt mắt Lưu Đại chủ há miệng nhìn cái đầu chọc của Trương Dương tấm tắc nói chủ nhiệm Trương kiểu đầu này của ngài quá đẹp càng làm lộ ra vẻ nổi bật của ngài Trương Dương cười nói, cậu càng lúc càng biết nói chuyện đó, vừa ăn mật ong xong hả? À? Lưu Đại Trụ vội vàng mời hai người họ vào, gã cũng không ngờ người đi theo Trương Dương lại là bí thư thị ủy. Lưu Đại Trụ chuẩn bị cho họ một căn phòng nhỏ, cười nói, các anh đợi một chút nhé, tôi lập tức đưa thức ăn lên. Trương Dương gật đầu, giặt hai bình thanh giang đặc cung mà mình mang tới lên bàn, gần đây hắn cũng bắt đầu chú ý tới hình tượng rồi, thanh giang đặc cung cũng khá, nói chung là đỡ hơn tới quán thịt dê uống mao đài ngũ lương dịch rất nhiều. Lưu đại trụ ra ngoài một lát rồi mang thức ăn lên, bốn món nóng, bốn món lạnh, toàn là đồ ăn mặn. Đỗ Thiên Giá cười nói, lòng trọng quá, không cần nhiều vậy đâu. Lưu đại trụ nói, chủ nhiệm trương là quý nhân của tôi, những thức ăn này toàn là đại bổ cả. Lát nữa tôi dưa ngầm cho hai anh một món dược thiện cung đỉnh tráng dương. Gã lúc này mới nhận ra nam nhân đội mũ đeo kính là Đỗ Thiên Giá lúc ở ban chú kinh lưu đại trụ đã gặp đỗ thiên giã rồi cũng biết vị bằng hữu này của trương dương hiện tại đã tới giang thành làm bí thư thị ủy gã có chút kích động nói bí thư đỗ thì ra là ngài đỗ thiên giã ho khan một tiếng lưu đại trụ vội vàng nói tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi chuyện của ngài tôi sẽ không nói ra đâu gã mừng khắp khởi quay người rời đi bí thư thị ủy có thể tới quang lâm quán thịt dê của gã khẳng định là khiến sinh ý nơi đây thêm vẻ vang Trương Dương cười nói, sau khi thằng ôn này làm sinh ý mồm miệng cũng ngọt hơn nhiều. Đỗ Thiên Giã nói, hoàn cảnh có thể thay đổi một người, kỳ thực chúng ta đều đang thay đổi, chỉ có đều là bản thân mình không ý thức được mà thôi. Trương Dương nói, 9 rưỡi sáng mai hội gọi thầu chính thức bắt đầu, án chiếu theo bộ sậu đã chế định, chúng ta trước hội gọi thầu sẽ mở một hội chiêu đãi phóng viên, cái này chắc là anh phải tự mình tới. Đỗ Thiên Giã bưng chén rượu lên uống cạn, gã đã có chuẩn bị đối với chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, bình tĩnh nói cái gì nên tới cuối cùng cũng phải tới, không có gì phải lo cả. Trương Dương nói, tôi vừa nhận được tin tức, sau khi nghe nói là Hà Trường An và cha Tấn Bắc trước sau vứt bỏ kế hoạch đầu tư, đã có mấy đơn vị công ty tới xem thế nào đã lựa chọn bỏ đi rồi. Đỗ Thiên Giã khinh thường nói, đều không coi trọng công trình sân bay mới của chúng ta phải không? Càng là như vậy chúng ta càng phải làm tốt chuyện này, không dựa vào sự đầu tư của họ, chúng ta cũng có thể xây được sân bay mới. Trương Dương nói, ý tứ của cậu này có phải là muốn cấp cho tôi thêm thêm chút tài chính không? Đỗ Thiên Giã nói, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vẫn phải nghĩ biện pháp từ bên ngoài thôi. Trương Dương uống một ngụm rượu, lại gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói, chả khác gì không nói. Đỗ Thiên Giã nói, tôi cũng bực lắm, nhiều năm như vậy rồi mà chính sách của tỉnh Lý vẫn là thiên vị phía Nam, đều là con cháu của mình, vì sao lại không thể giữ thăng bằng một bát nước. Sự phát triển của địa khu Nam Bộ quả thật là không tồi, nhưng như vậy thì sự chênh lệch giữa Nam Bắc Bình Hải càng lúc càng lớn, những lãnh đạo tỉnh có từng nghĩ tới chuyện này không? Trương Dương nói, trông chờ vào lãnh đạo tỉnh thì chẳng thà trông chờ vào bản thân mình, xem ra tôi vẫn phải đi mè nheo đám ngân hàng, xem xem có thể mọi thêm được chút tiền nào không. Hai người càng nói chuyện, tâm tình càng xuống thấp, tư vị bị người ta lợi dụng đúng là khó chịu, lúc này lưu đại trụ bưng dược thiên cung đỉnh tráng dương do gã tự tay làm lên cho họ gã cười nói với trương dương chủ nhiệm trương dược kiện này là học của anh đấy có điều tôi đã cải tiến rồi anh thử xem vị đạo thế nào trương dương cười nói đại trụ ngồi xuống uống vài chén đi lưu đại trụ lúc này mới cầm chén ngồi xuống gã vốn muốn đi lấy rượu nhưng trương dương nói ở đây có rượu rồi không cần phải phiền phức vậy đâu Lưu đại trụ nhận lấy thanh giang đặc cung mà Trương Dương dưa rót đầy chén, gã cung kính nói, hai vị lãnh đạo đại giá Quang Lâm, thật là vẻ vang cho tiểu điếm, tôi kính hai vị. Đỗ Thiên giã cười cười, Trương Dương phát hiện Lưu đại trụ đã thay đổi không ít, nhớ lúc trước mình dẫn gã tới ban chú kinh, thằng ôn này còn chưa biết gì cả, nói những lời nịnh hót còn đỏ cả mặt, hai năm nay rèn luyện cuối cùng cũng biết nịnh bợ người ta rồi. Đỗ Thiên Giá gật đầu, cầm chén lên chạm với Lưu đại trụ, Trương Dương cũng chạm theo ba người uống cạn chén này, Trương Dương nói, đại trụ, gần đây sinh ý thế nào? Lưu đại trụ đang định trả lời thì một nhân viên phục vụ chạy vào, ghé vào tai gã nói nhỏ gì đó. Lưu đại trụ bực bội nhíu mày, không gấp, làm gì có chuyện dục gấp như vây, cô ta cần tiền thì bảo cô ta mang hết rượu và đồ uống đi, người chờ tới chỗ chúng ta tặng rượu nhiều lắm. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Lưu Đại Trụ, không ngờ trên người Lưu Đại Trụ cũng có mấy phần vương bát chi khí, nên nói là khí chất nhà giàu mới nổi mới đúng, thằng ôn này có chút tiền rồi, nói năng cũng vững dạ hơn, huống chi hiện tại là gã nợ người ta tiền, người nợ tiền chính là đại gia, đây đã thành công thức chung của thời đại rồi. Cửa đột nhiên bị mở ra, một giọng nữ phẫn nộ vang lên, lưu đại trụ, anh sao không nói chứ tín vậy hả? Tiền rượu tuần trước đã nên trả rồi, anh sao cứ dây dưa mãi? Trương Dương và Đỗ Thiên Giã không ai ngờ được rằng, nữ tử phẫn nộ từ bên ngoài lao vào lại là tô viện viện. Tô Viện Viện nhìn thấy Đỗ Thiên Giã, cả người ngây ra đó, cô ta cắn chặt môi, mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc. Trương Dương thì coi như là không nhận ra Tô Viện Viện, hắn rất thông minh, biết rằng hiện tại không phải là lúc mình lên tiếng, cầm chén trà lên cúi đầu uống trà. Lưu đại trụ nào có biết quan hệ giữa họ, thời gian gã mở quán thịt dê ở khu vực này tuy không dài, nhưng bởi vì quan hệ của Trương Dương và quan hệ với giám đốc kho hàng không tồi, lại thêm gã bình thường khẳng khái rộng rãi, cũng có không ít bạn bè. Huống chi hiện tại người đang ngồi trong phòng còn là bí thư thị ủy Giang Thành và phó thị trưởng Phong Trạch, sức mạnh của Lưu đại trụ tất nhiên rất đủ, gã trừng mắt lên quát Tô Viện Viện, làm cái gì đấy? Tôi mở được một nhà hàng lớn như vậy mà thèm để ý tới chút tiền của cô à? Mang hết rượu và đồ uống đi đi. Tô Viện Viện không nói câu nào quay người bỏ đi. Lưu đại trụ khịt mũi nói, loại nữ nhân này không dằn mặt cô ta chút thì cô ta không biết sự lợi hại của tôi vẻ mặt của Đỗ Thiên Giá có chút nghiêm túc, nói khẽ, đại trụ, anh nợ tiền người ta à? Lưu đại trụ nói, tiền rượu và đồ uống, hiện tại người mở nhà hàng đều vậy, kỳ thực những người bán rượu và đồ uống như họ cũng là thiếu nợ nhà máy, bọn họ thiếu nợ nhà máy, tôi thiếu nợ họ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy, kẻ nợ tiền là đại gia mà. Đỗ Thiên Giã không nói gì. Lưu Đại Trụ nói, nữ nhân này đúng là phiền mức, ba ngày hai lượt tới cửa đòi tiến, nói rằng trong nhà cô ta rất khó khăn, rất cần tiền, tôi nói loại người này cũng thật là, thiếu tiền thì đi mà bán rượu ý, hay là dứt khoát đi bán thân thì có phải là kiếm tiền nhanh hơn không? Lưu Đại Trụ chỉ cầu nói cho sướng miệng, nhưng không ngờ câu này lại đã chọc giận dây thần kinh mẫn cảm của bí thư đỗ, đỗ thiên giã giơ tay lên vô đến bốc một cái lên bàn, chén bát ở trước mặt toàn bộ đều nảy lên, gã đứng bật dậy, tức giận nhìn chầm chầm vào Lưu Đại Trụ, nói anh làm cái gì thế à? Có chút lương tâm đạo đức nào không? Thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cái gì mà kẻ thiếu tiền là đại gia? Cái tốt không học, toàn đi học những thứ xấu xa của xã hội. Bí thư đỗ nói xong liền tức giận phất áo bỏ đi. Lưu đại trụ bị mắng cho ngây người, nhưng cái lại bí thư đỗ là chuyện mà gã đến nghĩ cũng không dám, mắt ngây ngốc nhìn Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, bí thư đỗ bị sao thế? Trương Dương thở dài, nói tôi nói này, thằng ôn cậu đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Thiếu người ta bao nhiêu tiền? Hơn 600. Trương Dương gõ lên đầu gã một cái, bí thư đỗ ghét ác như thủ đó. Đại trụ à, trả tiền cho người ta đi, cái gì mà kẻ thiếu tiền là đại gia, trên xã hội này người làm quan hay làm sinh ý đều phải nhún nhường mà làm người, hiểu chưa? Lưu đại trụ gật đầu, nhưng kỳ thực gã căn bản không hiểu Trương Dương nói gì cả. Trương Dương nhìn thức ăn đầy bàn, một bữa ăn đang ngon lành lại bị cậu phá quấy, tôi cũng đi đây, sau này có cơ hội lại tới. Lưu đại trụ vừa xin lỗi vừa tiến Trương Dương ra cửa. Trương Dương ra tới ngoài cửa, không nhìn thấy Đỗ Thiên Giã đâu, cầm di động lên định gọi cho gã, nhưng nghĩ lại liền vứt bỏ ý định này, vào xe pick up mở radio lên, lợi dụng lúc đợi Đỗ Thiên Giã để nghe tin tức. Còn chưa tới 5 phút thì Đỗ Thiên Giã đã quay lại, sau khi kéo cửa ngồi vào, hổn hển nói, đưa tôi về trương dương hỏi tìm thấy không đỗ thiên giã tức giận nói có liên quan gì tới cậu à trương dương khởi động máy vừa men theo con đường nhỏ lái về trung tâm vừa nói tôi không biết là giữa hai người có gì có điều cô ta suýt nữa thì đào hố trôn trần đại gia trong lòng anh chắc không quên chứ đỗ thiên giã nói đương nhiên là không quên rồi tôi và tô viện viện cũng trong sạch không có làm chuyện mờ ám gì cả trương dương cười nói cái gì mà không có lửa thì sao có khó ý nhỉ đỗ thiên giã cũng không có ý định nói đùa với hắn nghiêm mặt bảo chuyện lần trước tôi một mực cảm thấy kỳ lại tôi viện viện vì sao lại muốn lật cung hại tôi điều này và tô viện viện mà tôi quen trước đây không phải là một người trương dương nói lòng nữ nhân như kim đáy bể nói không chừng lúc nào đó cô ta lại tới đâm cho anh một cái đỗ thiên giã nói vừa trương dương nhìn thấy cô ta khiến tôi cảm thấy cô ta hình như xảy ra chuyện gì đó trương dương cậu có thời gian thì đi hỏi thử xem thế nào. trương dương dở khóc dở cười nói tôi bảo này bí thư đỗ cô ta xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới tôi à? anh bảo tôi phụ trách kiến thiết sân bay mới tôi không nói là nhật lý vạn cơ nhưng nói sao thì cũng tính là mất ăn mất ngủ rồi. quốc gia đại sự tôi còn lo không nổi loại chuyện nhỏ này tôi lười chẳng muốn quản mà có quản thì cũng chẳng được. đỗ thiên giã gật đầu trương dương cẩn thận dè dặt hỏi giữa anh và cô ta thật sự là không có gì chứ đỗ thiên giã nói thật sự là không có gì mà tôi một mực đều coi cô ta như em gái trương dương khinh thường nói đáng tiếc anh lại bị cô em này bán đứng trong lòng đỗ thiên giã cảm thấy đau nhói đích xác là vậy vào lúc mình cần cô ta giúp đỡ nhất thì tô viện viện đột nhiên lật cung suýt nữa thì khiến cha mình rơi vào vòng lao lý trương dương nhìn ra tâm tình của đỗ thiên giã không được tốt cũng không tiếp tục nói nữa, bảo nhỏ tôi đưa anh về. Sau khi Đỗ Thiên Giã xuống xe, chậm rãi đi về nơi ở của mình, nhưng khi gã tới trước cửa thì lại đột nhiên đổi ý, ra ngoài cửa bắt taxi, đi về phía nhà của Tô Viện Viện. Đỗ Thiên Giã tuy chưa từng tới nhà cô ta, nhưng biết rằng Tô Viện Viện sống ở gần mẫu cây bảo ở thành Tây, lúc xuống xa trời đã rất tối, Đỗ Thiên Giã trong lòng bất giác do dự, mình có phải là quá đường đột rồi không? Chuyện đã xảy ra được một đoạn thời gian rồi, từ sau lần đó, gã không gặp tô viện viện nữa, chỉ biết rằng cô ta bị gạch tên khỏi sở chiêu đãi chính phủ thành phố, sau đó lại bật vô âm tín, hôm nay ngẫu nhiên gặp cô ta, Đỗ Thiên Giã mới ý thức được mình đối với cô ta cũng không có hận thù gì, chỉ cảm thấy đáng tiếc, chỉ là nghĩ không thông tô viện viện vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đỗ Thiên Giã đứng ở đầu ngõ đắn đo một hồi lâu, lại quyết định quay về, gã phát hiện mình trong xử lý một số chuyện quả thực là quá thiếu quyết đoán, Đúng vào lúc Đỗ Thiên Giá quyết định bỏ đi thì gã nhìn thấy cái bóng kéo dài của tô viện viện hối hả đi về phía ngỏ nhỏ. Lúc Đỗ Thiên Giã đang đắn đo có nên né tránh hay không thì tô viện viện đã nhìn thấy gã, bởi vì quá chấn kinh cho nên thảo dược trong tay tô viện viện rơi tuột xuống đất. Lúc cô ta ngồi xuống nhặt lên thì Đỗ Thiên Giã bước tới, giúp cô ta nhặt lại. Tâm tình của tô viện viện lúc này cực kỳ phức tạp, cô ta không biết nên đối diện với Đỗ Thiên Giã như thế nào, từ sau chuyện lần đó phát sinh, cô ta một mực sống trong tự trách, khi Đỗ Thiên Giã cần giúp đỡ nhất thì cô ta lại phản bội gã, đẩy gã vào trong khốn cảnh, suýt nữa thì cắt đứt sinh nhai chính trị của gã. Cảm ơn, lúc Tô Viện Viện nói câu này, không dám nhìn vào mắt Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nói, cô có phải là gặp khó khăn gì không? Bị bệnh à? Tô Viện Viện lắc đầu, cô ta cầm thảo dược, đôi lông mi dài rủ xuống, nói khẽ tôi nợ anh một câu xin lỗi. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội rồi, xin lỗi, tôi không nên nói dối. Đỗ Thiên Giã nói, vào những lúc như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ sợ hãi. Tô Viện Viện nói, bí thư Đỗ, tôi đi đây, mẹ tôi còn đợi tôi về ăn cơm. Đỗ Thiên Giã gật đầu, bước ra sau nhường đường, Tô Viện Viện đi qua người gã, bước chân càng lúc càng nhanh, sau cùng thành ra như chạy, giống như là một né tránh gì đó vậy. Nhìn bóng lưng xa dần của Tô Viện Viện, Đỗ Thiên Giã thầm thở dài. Đối với tô viện viện gã tuyệt không có suy nghĩ quá đáng nào, chỉ cảm thấy cô gái này chuyển biến quá nhanh, gã tới đây là vì muốn có được đáp án, nhưng tô viện viện rõ ràng là đang tránh né gã. Gã ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, trong không trung không có lấy một gợn mây, cũng không nhìn thấy một ngôi sao này, xem ra thời tiết ngày mai chắc không được tốt lắm. Trong lòng đỗ thiên giã cũng bị phủ lên một tầng mây đen không gạt đi được. Hội gọi thầu ngày mai rốt cuộc có xảy ra gì không? Hội gọi thầu được cử hành ở chính phủ nhất chiêu, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã, thị trường tả viên chiêu, chủ nhiệm hội đồng nhân dân Triệu Dương Lâm toàn bộ đều tham gia hội gọi thầu hôm đó. Trước khi hội gọi thầu chính thức bắt đầu, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã đại biểu cho lãnh đạo thành phố Giang Thành giới thiệu kế hoạch sơ bộ của sân bay mới Giang Thành với tất cả những thương nhân và phóng viên giới truyền thông tới tham gia hội gọi thầu. Lúc Đỗ Thiên Giã lên bục phát biểu và giới thiệu, Trương Dương lặng lẽ chú ý tình huống ở hiện trường người hôm nay tới rất nhiều, so với dự tưởng của hắn thì náo nhiệt hơn, trong hội trường chật kín người. Hôm qua Trương Dương còn một mực lo lắng hội hôm nay sẽ phát sinh tình huống hội trường sẽ vắng như chùa bà Đanh, hiện tại xem ra chuyện vẫn chưa xấu tới mức đó, có lẽ bọn họ đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của việc Hà Trường An và cha Tấn Bắc từ bỏ đầu tư, vẫn còn có rất nhiều thương nhân có tầm nhìn xa muốn đầu tư vào sân bay mới của Giang Thành, nơi có tiềm lực phát triển cực lớn này. Đỗ Thiên Giã giới thiệu, sân bay mới của Giang Thành dự toán đầu tư là 1 tỷ, là sân bay dân dụng cỡ lớn do địa phương Giang Thành chúng tôi chủ tư xây dựng. Dự tính vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 1997 sẽ chính thức thông máy bay, trở thành món quà mà toàn thể nhân dân Giang Thành chúng tôi tặng cho Hồng Kông quay về Trung Quốc. Sau khi sân bay mới xây xong, sẽ phúc xạ 12 địa phương cấp thị xa ở xung quanh, nhân khẩu tương quan là 100 triệu, đương nhiên là tư nguyên và nhân khẩu sẽ phong phú, bất kể là thị trường chở khách hay là thị trường chở hàng, tiềm lực đều rất lớn. Tôi tin rằng sau khi sân bay xây xong sẽ thúc đẩy giao lưu kinh tế khu vực, xúc tiến sự phát triển kinh tế Giang Thành và những địa khu ở xung quanh, tạo ra một vòng kinh tế thời đại mới xoay quanh Giang Thành. Tất cả mọi người đều đồng thời vỗ tay. Đỗ Thiên giã mỉm cười, nói cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Các vị ngồi đây thông qua bài giới thiệu vừa rồi của tôi chắc đã sơ bộ hiểu về chiến lược định vị và kế hoạch tương lai của sân bay mới Giang Thành tôi hôm nay sắm vai người giảng giải, cách hội gọi thầu còn 15 phút nữa, đoạn thời gian này tôi sẽ dành để giải đáp câu hỏi của mọi người. Một phóng viên giơ tay lên. Đỗ Thiên Giã cũng mỉm cười chỉ vào hắn. Vị phóng viên đó tới từ đài truyền hình Đông Giang, hắn cầm micro, nói, Bí Thư Đỗ, chào ngài, tôi là phóng viên của đài truyền hình Đông Giang, tôi muốn hỏi một vấn đề mà mọi người đều khá quan tâm, nghe nói Hà Trường An tiên sinh và cha tấn Bắc tiên sinh trước sau từ bỏ kế hoạch đầu tư vào sân bay mới của Giang Thành, xin hỏi như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào tới công cuộc kiến thiết sân bay mới của Giang Thành? Đỗ Thiên Giã mắng thầm trong lòng, quả nhiên là có người hỏi vấn đề này, hơn nữa còn là câu hỏi đầu tiên, trên mặt gã nở nụ cười theo kiểu công thức, vấn đề của anh chắc hẳn là rất nhiều người trong lòng đều thắc mắc, tôi muốn dùng một con số để giải đáp nghi vấn của anh. Sản xuất quốc dân của Giang Thành trong nửa năm đầu là 5,3 tỷ, án chiếu theo quỹ tích phát triển bình thường, tổng giá trị sản xuất quốc dân năm nay của Giang Thành chúng tôi sẽ thực hiện một lần nhảy vọt, là lần đầu tiên từ trước tới nay vượt qua 10 tỷ nhân dân tệ. Trong kế hoạch đầu tư vào sân bay mới cần 1 tỷ, đầu tư tiền kỳ của chúng tôi đã đủ 350 triệu, sau này chính phủ thành phố Giang Thành sẽ gia tăng đầu tư hàng năm, trên tài chính không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương vỗ tay đầu tiên, thầm nghĩ lão đỗ đúng là lão đỗ, anh quả nhiên là có tiến bộ, Bản sự lén đổi khái niệm không nhỏ, tổng giá trị sản xuất quốc dân là một chuyện, thật sự có thể lấy ra dùng được bao nhiêu? Chứng thực 350 triệu ư? 350 triệu cái rắm, toàn bộ chỉ là hóa đơn. Lại có phóng viên đứng dậy, lần này là một nữ phóng viên của nhật báo Nam Tích, giọng nói của cô ta rất trong, thân hình không cao nhưng sức lực lại đầy đủ, "Bí thư Đỗ, ngày hôm qua Hà Trường An Tiên Sinh liên thủ với tập đoàn Tinh Nguyệt của Singapore ký hiệp nghị đầu tư vào cảnh nước sâu của chính phủ thành phố Nam Tích?" Hà Tiên Sinh trước đây một mực đều là muốn đầu tư vào hạng mục sân bay mới của Giang Thành, nhưng ông ta vì sao lại đột nhiên từ bỏ hạng mục này, chuyển sang đầu tư vào hạng mục cảng nước sâu của Nam Tích? Điều này có phải chứng tỏ hạng mục sân bay mới của Giang Thành không quan trọng bằng công trình cảng nước sâu của Nam Tích, tiềm lực phát triển và sức ảnh hưởng trong tương lai đều không thể nào bằng được cảng nước sâu hay không? Đỗ Thiên Giã trong lòng nổi giận rồi, đám phóng viên hôm nay căn bản là tới phá rối, ai ai cũng sát muối vào vết thương. Hắn mỉm cười quay sang hỏi Trương Dương, "Tiểu Trương, Hà Trường An là ai?" Trương Dương hiểu ý, hắn ghé vào micro, hắn giọng rồi nói, "Vị nữ phóng viên xinh đẹp này, tôi là tổng chỉ huy hiện trường của hạng mục sân bay mới Trương Dương, từ trước tới giờ người bàn chuyện đầu tư với Hà Trường An đều là tôi, tôi nghĩ tôi là nhân tuyển thích hợp nhất để trả lời câu hỏi của cô." Vị phóng viên của nhật báo Nam Tích đó gật đầu, nói, "Vậy tôi không cần phải nhắc lại câu hỏi một lần nữa rồi." Trương Dương nói, tôi trước tiên muốn sửa lại câu hỏi vừa rồi của cô, Hà Trường An Tiên Sinh không phải là từ bỏ hạng mục sân bay mới của Giang Thành, là bởi vì tầng lớp lãnh đạo của thành phố Giang Thành chúng tôi thông qua khảo chứng tổng hợp, vì ông ta không phù hợp với điều kiện của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới cự tuyệt ông ta. Nữ phóng viên đó cười nói, trên thế giới này rất ít người cự tuyệt đầu tư. Trương Dương mỉm cười, nói cô nói quả thật cũng có mấy phần đạo lý, vậy được, chúng ta lấy một ví dụ nhé tôi muốn đầu tư cho cô, cấp cho cô một khoản tiền, nhưng tiền đề là, tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm theo, vậy cô có đồng ý không? Toàn trường cường giống lên, trước mặt bao người, trong trường hợp nghiêm túc như vậy, thằng ôn này không ngờ lại có thể hỏi ra câu này, đúng là lợi hại tới cực điểm. Nữ phóng viên đó mặt lập tức đó bừng, cô ta vừa xấu hổ lại vừa quính lên, từ lúc chọn nghề phóng viên này cô ta chưa từng gặp phải loại nhân vật lưu manh như thế này, cô ta nghiêm mặt nói phó thị trưởng trương anh có cảm thấy câu hỏi của anh rất quá đáng không trương dương mỉm cười nói điều kiện mà hà trường an đầu tư vào giang thành chính là muốn tiếp nhận toàn bộ quyền quản lý sân bay mới điều này đối với chúng tôi mà nói là tuyệt không thể chấp nhận được có thể ví dụ vừa rồi mà tôi đưa ra đã làm tổn hại đến lòng tự tôn của vị tiểu thư này khiến cô cảm thấy tức giận khiến cô cảm thấy như bị làm nhục nhưng chúng tôi cũng vậy có điều chúng tôi không phải là vì bản thân mình chúng tôi là vì duy hộ sự tôn nghiêm của đảng và chính phủ, là vì duy hộ sự tôn nghiêm của người dân Giang Thành. Tục ngữ có câu: trí giá không uống nước đạo tuyền, người liêm khiết không nhận đồ bố thí. Có một số tiền có thể cầm, nhưng cũng có một số tiền không thể cầm. Cải cách phát triển vô cùng cấp bách, nhưng không thể nào lệch khỏi quỹ đạo của nguyên tắc đảng tính. Một người không có tôn nghiêm thì không thể nào đứng vững trong cái xã hội này. Đồng dạng một tầng lớp lãnh đạo đã mất đi tôn nghiêm thì càng không thể nào thủ tín với nhân dân của mình. Chúng tôi muốn phát triển, muốn nhân dân Giang thành được sống những ngày tốt đẹp hơn. Nhưng chúng tôi càng cần phải để nhân dân Giang thành được sống có tôn nghiêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 450.